Tâm An và kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Bắt gặp tác giả Tống Thị Phương Anh. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng khó khăn khi một cô gái tiên hiền phát hiện ra rằng chồng mình là một người tệ hại. Và tình cảm của cô dành cho Long đó là một thứ tình cảm chân quý. Vậy thì liệu rằng Hiền có ly hôn với anh chàng tiên thịnh và đến với Long được không? Và hạnh phúc nào đến với Hạnh? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chi tiết của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã luôn ủng hộ cho Tâm An. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 2, tập cuối của câu chuyện Bắt gặp tác giả Tống Thị Phương Anh. Ba người đàn ông thay nhau lo việc mai táng Hạnh vì quá mệt nên cô bị ngất đi. Hoàng đi qua phòng thấy có tiếng em bé khóc. Anh ta bước vào, nhìn thấy một đứa bé 5 tháng tuổi, trộm vía rất đáng yêu. Anh ta cứ mỉm cười nhìn đứa bé, mà không hề biết nó là con trai mình. Mẹ Hạnh bước vào, vì sợ bạn trai mới quen của Hạnh, nên bà giấu ngay. <laughs> con của cái hiền đấy, đẹp trai lắm. Dạ vâng ạ, à, rất đáng yêu. Bên ngoài Thịnh và Long ngồi cùng một mâm nhưng không ai nói chuyện với nhau. Hoàng đi ra rót vào chén mỗi người, sau đó giới thiệu. Dạ, em tên là Hoàng, sinh năm 87, em là bạn của Hạnh à? Thịnh nâng chén tự tin giới thiệu. Thế thì, bạn hơn tuổi tôi, tôi sinh năm 88, là chồng của Hiền, chị gái Hạnh. Dạ vâng, vậy còn anh à? Long mỉm cười. Mình cũng sinh năm 88, mình là bạn của Hiền. Hoàng lớn tuổi nhất, nhưng mà trông trẻ hơn bọn tôi. Dạ vậy thì cứ ông tôi cho dễ nói chuyện nhé. Ok. Hoàng lúc này lên tiếng hỏi bâng quơ. Hai ông đều bằng tuổi nhau, vậy có học cùng với nhau không? Làm sao mà quen được nhau? Thịnh lúc này cười nhẹ lên tiếng. Đã từng học cùng nhau, đã từng là bạn thân. Nhưng mà đến bây giờ có vài chuyện nên không thể nào chơi chung với nhau được nữa Lòng nghe Thịnh nói như vậy Đáp lại ngay Tất cả đều có nguyên nhân của nó Tại vì tôi đang thích chị Hiền Nói tới đây Hoàng cười nhẹ Và thấy không khí căng thẳng Khi biết Long có ý với chị gái của anh Trong khi chồng của chị gái Đang ở đây Mà Long lại thẳng tuẹt như vậy Ngày hôm sau đưa bố ra đồng Hạnh và Hiền khóc ngất liệm Người nhà phải đỡ lấy hai cô lòng hoàng và thịnh đều thở dài khi thấy cảnh mất đi người thân một tuần sau đó hạnh và hiền trở lại hà nội mẹ cô cũng vậy bà đến để chăm sóc cho hai chị em hiền chở hạnh đi làm rồi hỏi cô cái người hôm nọ đưa em về là ai đấy bây giờ mới đẻ xong nghĩ gì đến chuyện nam nữ để con lớn một chút đã nào anh ta là bố của thằng gấu đấy chị hiền nghe xong phanh kít xe lại Sao cơ Thế Nó có biết đấy là con nó không Em không nói Đột nhiên gặp lại thôi Chứ anh ta có vợ rồi Thế thì đừng có dây dưa làm gì cho mệt cái thân Đã dứt đi Là phải dứt ngay Nghe chưa Ừ Em có muốn dây dưa đâu Em chỉ muốn đi làm Kiếm tiền nuôi con thôi Chồng nó đẹp trai phong độ như thế Thì không trung tình đâu Hạnh chợt nhớ tới việc anh ta bắt cô nghe anh ta và một cô gái khác quan hệ với nhau. Tại phòng làm việc của Hoàng, anh ta hiện là phó tổng giám đốc của tập đoàn nhà vợ. Hai anh trai của cô không được tín nhiệm, còn Hoàng là con rể, nhưng càng ngày càng giỏi giang. Lệ đang tập yoga, thầy dạy nói với cô ta. Hôm nay, chị thấy em rất buồn. Lần trước em xảy thai, sau lần đó em còn chưa có lại bây giờ em muốn có cơ thể sức khỏe tốt để có con em mong lắm rồi chị ạ à. thế chồng có hay gần gũi không anh ấy bận làm việc nên bọn em ít quan hệ lắm với lại không ở gần nhau mấy hai đứa ở riêng á vâng anh ấy bảo bận làm dự án riêng nên là anh ấy ra ngoài hai năm nay rồi chị em có tin chồng em không <laughs> em tin chứ anh ấy là tất cả đối với em Hiền sau khi tới chỗ làm Thì chị chơi thân hỏi chuyện cô Này Hiền Sao còn chưa ly hôn Anh ta không ký giấy Nên em cứ kệ thôi Sợ đơn phương không ký được Mà đưa ra tòa thì tốn kém lắm Cái thằng ích kỷ thật Đưa cả vợ bé về rồi Thế mà không chịu ly hôn với mày Cứ kệ đi chị Rồi có ngày không ký Cũng phải chấp nhận rằng em hết tình cảm rồi Cái cậu hay đón em đẹp trai phong độ Sao mà em không tiến tới Anh ấy cũng mới ly dị vợ Nên em đang hạn chế qua lại Cứ tưởng chưa ly dị Thì mới lo chứ Bây giờ ly dị rồi còn lo cái gì Mạnh mẽ lên Người yêu mình thì không nên bỏ qua Hôm nay là sinh nhật của Long Anh ta đến ngõ chờ hiền Vô cùng hồi hộp Thịnh đi theo dõi từ sau Anh ta gọi cho Long Mày ra chỗ cột đồng hồ đi Tao có chuyện này muốn nói với mày. Để lúc khác, tao đang bận. Mày không đến, tao sẽ gọi cho Hiền và nói hết chuyện mày thông đồng với con Lam. Hai đứa mày bẫy tao. Thế nào, mày có ra không? Long liền phóng ra chỗ hẹn, nhưng mà đúng lúc Hiền đi ra, Thịnh đi sang đường và tóm lấy tay của Hiền. Đi nhanh lên, lòng nó bị tai nạn. Ở đâu? Đi nhanh lên. Thịnh lái xe tới một homestay ngoài ô rồi khi hiền hốt hoàng mở cửa thấy long gọi cô nghe máy thì thịnh giật ngay nào ngày này năm ngoái mày bẫy tao năm nay tao bẫy lại mày mà thật ra tao có đưa vợ tao đi đâu thì mày cũng chịu thôi mày lừa tao thằng chó kia hiền nghe và quát lớn anh làm gì thế anh bị điên à tại sao anh lừa tôi sao mày đang mong gặp nó lắm có phải không thịnh lúc này dồn hiền vào giường tôi và anh chấm dứt anh đừng nói thêm lời nào nữa hóa ra cô muốn bỏ tôi để cô dễ dàng đến với nó cô thừa biết thằng long nó là bạn thân của tôi nói ngay hiền nói ngay đi mày ngủ với nó chưa hả thịnh đưa tay bóp lấy cổ của hiền anh bỏ tôi ra anh bị điên à điên mày nghĩ mày bỏ được tao sao mày đừng có mơ Thịnh xé toạc áo của Hiền Anh ta vồ lấy cô một cách ngấu nghiến Anh bỏ tôi ra ngay Bỏ tôi ra Mày là vợ của tao Mà mày lại từ chối tao Thì chỉ có thể làm mày đi thèm chim của thằng khác Anh bỏ tôi ra Hiền đầy mạnh Thịnh ra Nhưng anh ta lại lao vào cô Như một con hổ đói Anh ta buộc tay của Hiền lại Đêm nay Xem giữa chúng ta ai phải cầu xin ai Hạnh nhớ lại khoảnh khắc Hoàng ra về sau tang lễ của bố cô. Cô thở dài rồi tự nhủ. Ngoài chuyện anh ta bệnh hoạn, thì anh ta lại rất tử tế với mình. Mình thực sự đang để ý đến anh ta sao? Trên đường lái xe, Long lần theo định vị máy của Hiền, anh ta như phát điên khi biết Thịnh chơi sò mình. Thịnh còn gọi cho Long chiêu người. Mày đang lo có phải không? Lo vợ bị chồng chén, <laughs> mày điên rồi long à hiền là vợ của tao hiền nói vào trong loa điện thoại anh cút ra đi tránh ra long lúc này điên quá rồi không thể nào kìm nén được nữa thằng chó tao mà bắt được mày tao sẽ giết mày lý do gì mày giết tao tao ngủ với vợ của tao là sai à vừa nói thịnh vừa cởi khóa quần còn hiền thì hét lớn anh long cứu em cứu em thịnh cúp máy anh ta tát bốp vào mặt của hạnh mày sao mày dám gọi nó trước mặt tao hiền ôm mặt sợ hãi anh không được phép động vào tôi thế thằng nào được động vào anh là chồng của em em hiểu không thịnh tóm tóc của hiền giật ngược ra sau rồi hít môi của cô một hơi thật sâu đừng có dở giọng như thế anh biết thừa tôi và anh đã xong rồi xong là xong thế nào Em nghĩ rằng em bỏ được anh à? Anh rất yêu em, chiều chuộng em. Vậy mà chỉ một sai lầm nhỏ, em bỏ anh sao? Em đều lắm, hiền nà. Làm ơn đừng có động vào tôi. Anh đừng nói đấy là sai lầm. Ngay từ khi chúng ta còn chưa ra tòa, anh đã đưa cô ta về sống. Hằng ngày mẹ anh đăng ảnh con anh lên mạng. Anh nghĩ rằng đó là sai lầm sao? Anh biết rồi. Anh sẽ không về nhà đó nữa. Anh chỉ cần đi với em. Anh không bao giờ buông bỏ. Nhưng tôi không còn yêu anh Trái tim của tôi nguội lạnh rồi Hiền vừa nói dứt câu Thịnh điên lên bóp lấy cổ của cô Vừa bóp vừa kéo váy của cô lên Và đưa cậu nhỏ tới gần cô bé của cô Nguội sao? Nguội thì phải nóng lại Thịnh tiếp tục đưa vào Và tấn công cơ thể của cô Thằng khốn nạn Phải rồi Chưa bao giờ anh thèm khát em như ngày hôm nay anh thực sự thích cái cảm giác này hiền gờ mặt lên trời nước mắt cô rơi xuống cô không buồn rằng co nữa cô nằm im như một xác chết hạnh sau khi tan ca làm cô ôm gấu và thơm má con thằng bé bụ bẫm đáng yêu khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc mẹ hạnh lên tiếng hỏi cô hạnh này vợ chồng cái hiền nó lục lục từ lâu sao mà không bảo với mẹ Bố ốm như thế không tiện nói mẹ Như con đẻ xong Con mới bảo với mẹ Chứ con đâu có dám Nếu như thằng Thịnh nó có vợ bé Nó có con rơi bên ngoài Như vậy thì đúng là Nó đánh bật chị con ra rồi Cái số cái kiếp mẹ Hết duyên thì đành thôi Thế thì phải ly hôn càng sớm càng tốt Thủ tục xong xuôi Nó muốn đi với ai cũng được Nhưng mà nó chưa xong Bây giờ nó đi thế này Mẹ lo quá chị ấy lớn rồi chị ấy tự biết suy xét những gì chị ấy cần làm mẹ đừng quá lo mày mới làm mẹ lo đấy hết tương lai bây giờ mày làm mẹ đơn thân thế này thế cái người bạn kia là người thế nào mẹ thấy quá được nhưng mà chắc là không đến được với nhau có phải không sao mẹ biết là không đến được với nhau ạ à? thì cậu ta như thế làm sao có thể lấy một đứa như con làm mẹ đơn thân <laughs> Trai Tân lấy gái một con đầy ra mà mẹ. Nhưng mà nhìn cậu ta to cao đẹp trai thế. Mẹ sợ con không giữ được. Mà nhìn trẻ nhở, tám bảy mà cứ như chín mấy. Con không biết. Bạn mà không biết sinh năm bao nhiêu. Ui giời, đau đầu vì hai đứa mày quá. Hạnh ôm lấy con trai, tựa má mình vào má con. Cô thực sự không biết gì về Hoàng ngoài cái tên. Sợ mới biết tuổi của anh ta, hơn hạnh tận 15 tuổi. Lòng tới chỗ định vị, anh ta thấy cửa không đóng liền bước vào. Hiền đang quấn chăn, ngồi trong góc giường và quát lớn. Anh đi ra ngoài đi, anh đừng có vào đây. Hiền à, anh... Anh làm ơn ra ngoài đi, làm ơn đừng có nhìn tôi. Lòng nhìn và biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Anh ta nắm chặt tay, quay ra cửa ngồi và nói vào bên trong. Anh xin lỗi, vì đến muộn. Anh thực sự xin lỗi em. Hiền nghe thấy Long như vậy, anh ta bật khóc. Long à, anh xin lỗi. Bên kia homestay, bản nhạc karaoke cất lên khiến cho Long bật khóc như một đứa trẻ. Ký ức hiện về, năm đó Thịnh biết Long thích Hiền nhưng không dám ngỏ lời. Anh ta âm thầm mua chuộc những cô bạn xung quanh Hiền và tấn công mạnh mẽ hiền đổ gục trước một người theo đuổi lãng mạn như thịnh thế mà ngày sinh nhật long năm đó thịnh lại dắt tay hiền đến và nắm tay cô họ thông báo rằng họ đang yêu nhau thế nhưng những chai nước những chiếc ô hay áo mưa cài sẵn vào xe khi trời mưa xe thủng lốp khi tan trường và sau đó xe không bị hỏng thêm nữa tất cả những việc làm đó là long âm thầm làm cho hiền anh làm ra tất cả mọi chuyện này Đơn giản vì người anh yêu Thế nhưng Hiền lại luôn cho rằng Đó là thịnh làm với cô Lòng đã âm thầm yêu cô gái này 6 năm trời Giống như Lòng nói khi nãy Xin lỗi vì đã yêu em Hạnh bên trong nghe thấy như vậy Cô liền ôm miệng và bật khóc nức nở Cả hai người đều bật khóc Lòng trên đường lái xe đưa Hiền trở về Cả hai đều lặng yên Cho đến khi về tới ngõ nhà Hiền Long quay sang cầm bàn tay của cô trước khi cô xuống xe. Anh không thể nào sống thiếu em được, bởi vì anh chờ em quá lâu rồi. Lòng tựa vào chán của Hiền, anh ta nói giọng đầy cứng rắn và định hôn lên môi của cô. Hiền vội vàng lùi lại. Anh đừng làm vậy, hôm nay sẽ là lần cuối cùng chúng ta bên nhau. Em thực sự không phù hợp với anh. Anh hãy quên em đi. Nói xong Hiền hôn lên chán Long rồi bấm cửa xe chạy vào trong ngõ. Cô ôm miệng khóc nức nở. Em nhận ra em yêu anh, nhưng em không xứng. Người em dơ bẩn lắm, Long à. Hiền nghĩ xong tự cào cấu vào cơ thể của mình. Hạnh đúng lúc đó đi ra vứt rác, nhìn thấy chị gái đang khóc, rồi cào cấu vào bản thân. Cô vội vàng ngăn chị. Chị làm sao thế này? Chị nói với em, chị đừng làm em sợ. Hạnh ơi, cứu chị với, tìm chị đau lắm. Hạnh sợ hãi ôm chầm lấy chị Cô cũng bật khóc theo Chị đừng làm em sợ Chuyện gì cũng qua Rồi cũng qua thôi chị Chị đừng làm em sợ Chị yêu anh ấy Thực sự đến giờ mới nhận ra rằng Người mà bản thân chị yêu là ai Hạnh buồn bã ôm chặt lấy chị gái Lòng sau khi nhìn đôi mắt mình qua gương Anh ta gọi cho Thịnh Anh ta đã chờ sẵn Tao đang chờ mày đây ở quán rượu mọi khi được hôm nay chúng ta giải quyết hết một lần đi tại nhà chủ tịch tập đoàn lắp nhà bố vợ của hoàng anh trai lệ nói đều mày với nó là vợ chồng hay là người dưng nước lã hà lệ người dưng á anh rảnh quá mà đi soi em à bố mẹ và mọi người đều thấy sống với nhau mà không ở cạnh nhau mày cho nó sống bên ngoài khác nào để nó sống thoải mái với vợ bé anh yên tâm đi chồng em là người như thế nào em hoàn toàn tin tưởng mày tin đàn ông ấy thì chỉ có chết thôi em ạ à. ai chứ chồng em là người rất tuyệt vời chỉ hơn một năm đã làm phó tổng còn các anh ấy cứ phọt phẹt làm giám đốc chi nhánh không thấy xấu hổ sao mày lệ kiêu ngạo đứng dậy bố cô ta đứng ở đó và nói ngay anh con nói không phải là không có cái đúng đâu lệ nó giỏi như vậy, con càng phải giữ lấy nó. nhờ bố mà chồng con như hổ mọc thêm cánh, vợ chồng con rất biết ơn bố. bố yên tâm, con có cho người theo dõi chồng con. anh ấy ngoài làm việc, không hề có cô gái nào. anh ấy đam mê công việc hơn bất cứ thứ gì bố ạ. À. bố thực sự không tin tưởng nó. dù sao con rể chỉ là người ngoài thôi. kìa bố, bố có thương anh ấy thật lòng thì anh ấy mới thương con chứ. Nếu nó thương con thật lòng Thì cho dù bố có đối xử với nó thế nào Nó vẫn thương con Bố Bố thử anh ấy rồi mà Nhưng bố cứ cảm giác Không mấy an toàn khi đối diện với nó Cái cảm giác này nói thế nào nhỉ Chả nhẹ Bố lại cả nghĩ sao Hoàng đang làm việc trong văn phòng Thì lệ gọi điện đến Anh ta mặt lạnh tanh trả lời vợ Alo Anh đang còn thức à? Ừ, anh còn nhiều việc, có gì không? Ồ, ừ, vợ anh gọi, mà anh lạnh nhạt thế. Em biết anh là như vậy mà, nghỉ ngơi sớm đi. Em yêu anh. Ừ, vậy nhá. Hoàng cúp máy, lệ thở dài nhìn vào bức ảnh cưới. Anh chưa từng nói yêu em, dù em nói yêu anh rất nhiều. Chẳng nhẽ anh không bận tâm sao? Hoàng ngồi bỏ thuốc ra hút, rồi nghĩ đến hôm gặp lại hạnh. Cô bước vào cùng một người đàn ông khác trong một bộ váy trắng. Giây phút đó Hoàng kinh ngạc đến mức nắm chặt tay. Ánh mắt to tròn của cô khiến cho Hoàng nghĩ tới. Anh ta mở ngăn kéo có ví của Hạnh, lấy tấm ảnh thời đi học của Hạnh và ngồi nhìn cả đêm. Lòng vừa tới quán, anh ta tóm lấy cổ của Thịnh và đấm tới tấp. Thằng chó chết, mày dám lừa tao? Máu miệng của Thịnh chảy ra, hắn cười nhạo Long mày lừa tao được thì mày sướng tao lừa mày được thì mày không sướng à mày cay cú có phải không sao sao mày dám động đến cô ấy tao yêu hiền cơ mà thịnh nhổ nước bọt vào mặt của long tiếp tục nói yêu á yêu cái con khỉ mốc đi yêu vợ của bạn mày có cảm thấy nhục không cái ngày mày đi sửa xe cho nó nó đã nghĩ rằng tao làm nó cứ nghĩ tất cả những điều mày làm là tao làm đấy Lòng gồng đỏ cả mặt Rồi có con dao gọt hoa quả trên bàn Lòng nói rồi dơ lên Mày là một thằng đều thích à <laughs> Mày đâm đi Mày đâm tao đi Hộ tao cái Tao chết rồi mày thao hồ đến với nó Nhưng chỉ là ăn lại của tao thôi Nó nát lắm rồi Thịnh vừa nói xong Lòng với đôi mắt đỏ ngầu Anh ta cầm con dao Đâm phập vào người của Thịnh Bên này Hiền đang rửa dao thì cứ mất hồn để dao cớ vào tay máu chảy xuống mẹ cô quát lớn ôi giời ơi chảy máu rồi còn đứng đấy làm cái gì con dao rơi xuống đất tiếng kem của nó khi va chạm xuống nền giọt máu trên tay của hiền chảy xuống hiền nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài trời đang mưa hạnh thì đang ôm con đọc một bài thơ nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em lỡ dành cho anh sợ mây đen quyện thành bão tố đang dần kéo đến. Ký ức trong đầu của Hiền hiện ra, cô nhớ lại năm đó lần đầu tiên gặp Long. Trong trường, nụ cười của Long tươi giói và trêu chọc cô. Chào em, em xinh nhỉ? Làm người yêu của anh thì hoàn toàn phù hợp bởi vì anh đẹp trai. Chỉ có vẻ đẹp của anh mới xứng với em thôi. Ánh mắt hơi híp cùng với nụ cười duyên của Long năm đó đột nhiên lại hiện lên trong đầu của cô. Bên kia lòng mồ hôi đầm áo, dính đầy máu. Anh ta vừa đâm Thịnh, vừa nghĩ tới năm đó, khi chứng kiến hôn lễ của Thịnh. Anh ta cố mỉm cười, mừng cho hai người, còn nói trêu với cô dâu. Hiện là đừng lo lắng, khi mà anh vẫn còn yêu em. Hạnh đứng nhìn chị gái tay đầy máu. Ngày hôm sau Hiền nhận được tin từ mẹ chồng cũ. Thằng Thịnh nó bị đâm, nó nhập viện rồi đấy. Nghe xong đến đây Hiền chấn tĩnh Hiện tại anh ấy thế nào rồi mẹ Tỉnh rồi Nó bảo mẹ gọi cho con Vậy là tốt rồi Con đang ở xa không về kịp Con sẽ tới thăm anh ấy sau Hiền cúp máy Mẹ cô gầy gắt Ơ hay Nó nằm viện Sao con không vào Vợ chồng hết tỉnh còn nghĩa chứ Anh ta bảo mẹ gọi cho con Chứng tỏ anh ta vẫn ổn Con sẽ về đó Chưa bây giờ con mà về lại mắc bẫy anh ta đi mẹ. Anh ta lần nào cũng hạnh làm thêm tại một cửa hàng bán son cao cấp trong trung tâm thương mại. Cô và một cô gái nữa đứng ở cửa gian hàng cúi chào khách hàng với một nụ cười tươi tắn trong một bộ vét lịch lãm. Từ trên thang cuốn, Hoàng cùng với các nhân viên đi thẩm tra lại trung tâm. Tập đoàn của anh ta chính là chủ đầu tư vào trung tâm này. Trên thang cuốn, Hoàng nói thì chợt nhìn thấy Hạnh Cô nở nụ cười tươi tắn đón chào khách. Nụ cười ấy khiến cho Hoàng mất tập trung. Anh ta chỉ nhìn vào Hạnh. Hạnh ngẩng đầu lên nhìn thấy Hoàng. Anh ta đi từ trên thang cuốn xuống trong bộ vét đen lịch lãm và đi cùng với rất nhiều người. Cô lúng túng vội vàng quay đi. Cô gái làm cùng chỉ cho Hạnh. Xếp đấy. Anh ta là phó tổng giám đốc đấy. Trẻ mà giỏi lắm. Anh ta hẳn là người giàu lắm có đúng không chị? Tất nhiên rồi. Bố vợ là chủ tập đoàn lấp, bất động sản nổi tiếng. Tòa nhà này, họ là chủ đầu tư đấy. Vậy thì đúng là xứng đôi vừa lứa rồi. Hạnh nói như vậy rồi cười gượng, cô nhào nhà vệ sinh rửa mặt và tự nhủ. Không được nghĩ tới, quên chuyện đó đi. Anh ta không là gì của mình, không là gì hết. Đang rửa mặt thì cô nhân viên còn lại, nói với Hạnh. Có đơn hàng, mang xuống hầm cho khách nhé. Khách ở xe P2. Này, ngũ quý chín ấy. Nghe cái biển là thấy mùi tiền rồi. Đại gia mà, mua cả bộ son đủ màu mà có 1 triệu tám một cây đấy. Ở đây có 14 màu. Cô gái nào mà được tặng thì đúng là hạnh phúc lắm. Chúng ta hạnh phúc với cây son 70.000 là cảm thấy xinh rồi. Hạnh tô cây son của cô lên môi, rồi ôm lấy hộp son và bước đi. Xuống dưới hầm cô tìm chiếc xe ngũ quý chín. Thấy từ xa là một chiếc xe ron roi, phải trị giá đến hơn 50 tỷ đang đỗ rừng đó. Cô bước tới và gõ cửa xe. Xin chào, tôi mang son tới rồi. Chiếc xe được mở ra, Hạnh không nhìn thấy ai. Cô liền kéo cánh cửa xe ra rồi ngó vào bên trong. Giây phút đó cô ngạc nhiên khi người ngồi trong xe là Hoàng. Anh ta lịch lãm, đang ngồi uống rượu trên xe. Chỉnh gọng kính trên mắt, quay sang nhìn Hạnh rồi tóm lấy tay của Cô. Hiền đang ngồi buồn bã thì điện thoại của cô reo lên là Thịnh gọi. Em nhất định không đến thăm anh sao? Tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa. Phũ phàng thật, anh bị đâm. Em có biết ai gây ra không? Là người em yêu đấy, Long Công Tử đấy. Hiền đứng phát dậy. Anh vừa nói cái gì cơ? Thịnh liền cúp máy khiến cho Hiền phải vội vàng chạy tới bệnh viện hạnh quá bất ngờ khi người ngồi trong xe là hoàng cô ôm lấy miệng sao thế cô ngạc nhiên à tôi <laughs> cô tại sao cứ luôn lờn vờn trước mặt tôi chứ tôi đâu có biết anh ở đâu mà lờn vờn chứ anh đừng nói linh tinh son của anh đây hạnh đặt son vào lòng hoàng rồi sau đó quay đi hoàng giữ chặt lấy tay của cô kéo ngược cô lại cô không thoát được tôi đâu dù là trước đây hay là bây giờ Tôi có bạn trai rồi Nói đến đây Hoàng liền thay đổi sắc mặt Thì sao Còn sao chăng cái gì Anh buồn cười thật đấy Nói xong Hoàng ghi hạnh trên xe Và hôn lên môi của cô Tôi sẽ báo xếp cô rằng Nhân viên không chu đáo Cô biết kết quả rồi chứ Hạnh lo sợ mất việc Nên cô nắm chặt tay Anh đúng là bệnh hoạn Vậy cô có muốn trải nghiệm căn bệnh của tôi thêm một lần nữa không? Để tôi cho cô nghe. À không, lần này cô xem trực tiếp. Tôi quan hệ với cô gái khác, chắc là vui hơn đấy. Hạnh không muốn nói nhiều nữa, cô tát bốp vào mặt của Hoàng. Cô đỏ hoe đôi mắt rồi vội vàng quay ra mở cửa xe. Chiếc xe này xịn lắm, cô cứ bấm mãi mà không được. Nước mắt cô rơi xuống. Hoàng thấy cô khóc, anh tao ôm lấy cổ của Hạnh rồi lại lấy một thỏi son tô lên môi của cô nhân viên bán son thì phải trông thật xinh đẹp đôi môi tái nhợt thế này thì cô định bán son cho ai hạnh không biết tại sao hoàng lại ghét cô đến như vậy anh ta luôn trêu chọc và châm biếm cô kể từ sau cái ngày anh ta suýt chết vì cứu cô mà sau đó cô lại bỏ đi chắc là hoàng quay cú vì chuyện đó cho đến tận bây giờ hoàng lấy ngón tay khẽ lau nước mắt cho hạnh vẻ mặt của anh rất bệnh xinh đẹp có tâm như em liệu còn mấy người thằng khốn anh cứ mặc kệ tôi kệ làm sao được chứ bây giờ chỉ có em bỏ mặc anh chứ chưa bao giờ anh bỏ mặc em anh là con người nặng tình anh thích ai rồi thì đến chết anh vẫn thích người đó nhưng nếu như anh ghét ai rồi thì anh sẽ ghét đến lúc anh chết thì thôi em hiểu chứ hoàng nói thì thầm bên tai của hành Hạnh run bần bật khi cô không biết đang phải đối diện với ai. Chỉ biết anh ta đúng với một cái tên, Trần Trọng Hoàng. Thịnh ngồi trong viện, anh ta đang ở phòng riêng, đang nghe một bàn nhạc du dương. Hiền bước vào, anh ta nói ngay. Em còn nhớ bản nhạc này chứ? Là bài nhạc mà em rất thích. Em rất thích bài Anh khác hay là em khác? Anh nói rõ một chút đi. Anh Long làm sao rồi? nói đi buồn nhỉ ừ. vợ tôi đến đây không hỏi thăm chồng lấy một lời lại đi lo lắng cho người khác cho thằng khác sao nói xong Thịnh tóm cổ cổ hiền ghi xuống giường bệnh anh bỏ tôi ra tao nằm viện ba ngày rồi mà mày nhất quyết không đến thăm chỉ khi tao nhắc đến nó mày mới thò mặt đến tao nói cho mày biết tại sao mày lại dám yêu nó tao cho nó ngồi tù nhà nó có giàu bằng trời cũng không thể nào dập được vụ này đâu tao sẽ cho nó vào tội cố ý giết người hiểu không anh ấy không bao giờ làm thế anh ấy không bao giờ giết người ừ anh ấy không bao giờ làm thế vậy thì cô đi thăm anh yêu của cô đi hiền vội vàng quay đi thịnh đấm bốc vào tường và chửi thề khốn kiếp thật hiền hỏi được quản lý của long gia đình long đang lo lót công an nhưng vì thịnh cho người quay live stream Phát trực tiếp đưa lên mạng xã hội Nên vụ này rất khó chìm Hiền vào để thăm Long Qua tấm chắn ở buồng giam Long trông phờ phạc dâu ria lầm trầm Hiền ôm miệng rơi nước mắt Hiền à Em đừng khóc Anh ổn lắm Anh Long à Em không thấy anh ổn chút nào Tại sao chứ Tại sao anh làm vậy vì em Có đáng không chứ Nếu em hỏi có đáng không anh nghĩ là đáng. Anh nói rồi, anh không để tình yêu của anh là vô nghĩa. Anh sẽ hết mình với lựa chọn của anh. Hiền tựa đầu vào lớp kính và bật khóc. Lòng chạm tay lên tấm kính. Anh thực sự ngủ ngốc. Hạnh vì sợ Hoàng phản hồi với sếp mà cô phải nhắm mắt đi theo anh ta đến quán ăn. Ăn sushi nhật, Hoàng gắp cho Hạnh. Cô ăn đi. Tôi không ăn được đồ sống không quen à tôi còn đang cho con con nào à tôi tôi không ăn được thôi nhìn thấy anh tôi không nuốt được vậy thì cô nhìn thấy cái gì cô mới nuốt được đấy nói xong hoàng đứng dậy anh ta kéo khóa quần định đưa cậu nhỏ ra dọa thì cô vội vàng xua tay tôi nuốt được nhưng ăn cái khác cái này anh làm ơn đừng có bệnh tật mọi lúc mọi nơi như thế ghê tởm Tôi cứ tưởng rằng cô phải trông thấy nó Cô mới dễ nuốt cơ đấy Hạnh ném cọng rau sống về phía của Hoàng Đúng là cái đồ bệnh hoạn mà Hoàng mỉm cười Rồi lại nhìn đôi môi của Hạnh Anh ta nuốt nước bọt Ánh mắt khao khát cô rất rõ ràng Giả dạ như năm đó Long mạnh dạn tỏ tình với Hiền Giả dạ như năm đó Hiền chú ý một chút thôi Thì hai người lại không để lạc mất nhau Không rơi vào tay của Thịnh để đến giờ ai nấy cũng đều đau khổ quản lý của long nói với hiền bên đó họ có video quay lên mạng làm bằng chứng rất rõ ràng hành động của cậu long đêm đó cũng bị mất kiểm soát sợ rằng lại bị khép vào tội cố ý giết người camera trong quán cũng ghi lại thịnh đang ngồi thì long đi tới động tay động chân tôi thực sự không hiểu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy cậu long chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy Vậy bây giờ Chúng ta phải làm thế nào đây Trước tiên bên kia phải rút đơn Rồi viết một giấy Nói rằng bạn thân do có xích mích trong lúc say Nên Lòng mới ra tay như vậy Nếu mà họ còn làm căng Thì đúng là chúng ta phải chịu Lòng phải đối diện với mức án khá căng Có khi Phải đi tù Nghe xong câu nói này Hiền vội vàng đi tới tìm Thịnh Cô nói xuôi gióng Lỗi của tôi mới khiến tất cả mọi việc xảy ra như thế tôi không biết phải nói thế nào nhưng mà xin anh anh dừng lại đi để cho anh ấy một cơ hội xin anh rút đơn thịnh nghe xong cười mỉm anh chưa hề muốn sự việc này xảy ra là lỗi của em đấy em rời bỏ anh và mở lòng cái sai của em là muốn cho nó cơ hội để xen vào cuộc hôn nhân của chúng ta em hiểu chứ tôi sẽ chấm dứt chuyện này Tôi sẽ đi thật ra bỏ lại tất cả Tôi sẽ nhất định không gặp Long nữa Tôi xỉn anh đây Anh rút đơn lại đi Anh không muốn đẩy nó đến đường cùng Anh có điều kiện này Nếu như chúng ta thống nhất với nhau được Anh sẽ rút đơn Anh nói đi, điều kiện gì Là việc gì Nói đi Em quay về sống cùng với anh Anh mới mua một căn chung cư cao cấp Gần trường em dạy Rất tiện cho việc di chuyển anh muốn chúng ta quay về với nhau chỉ đơn giản như vậy thôi tôi không làm được bởi vì tôi không còn yêu anh suy nghĩ trước khi nói ra nếu như hôm nay em rời đi và không có câu trả lời cho tôi tôi hứa tôi không bao giờ gặp lại em lúc đó cơ hội cứu cái thằng kia sẽ hoàn toàn chấm dứt hiền nắm chặt tay và đưa mắt nhìn thịnh chiếc xe đắt tiền đầu ngõ hạnh nói nhỏ tới nơi rồi tôi đi về đây hoàng vội vàng tóm lấy tay của cô cầm lấy chỗ son này về anh mua thì là của anh chứ tôi lấy làm cái gì tôi đánh son rẻ tiền quen rồi tập đánh son đắt tiền đi cô sẽ thấy nó khác nhau nhiều lắm cái gì cũng có giá của nó thôi bởi vì tôi nghèo không hợp với mấy đồ đắt tiền này đâu hạnh nói xong xuống thẳng xe và rời đi hoàng lấy điện thoại lúc này vợ anh ta gọi nhiều quá anh ta vội vàng đến nhà vợ ngay lệ thấy chồng tỏ ra giận dỗi bởi vì hoàng chỉ về ngủ với cô vào mỗi thứ bảy hàng tuần em gọi điện như thế mà anh không nghe máy sao anh để yên lặng ngủ trên xe nên không để ý anh ăn gì chưa em bảo người làm nấu nhé anh ăn rồi bây giờ chỉ muốn ngủ thôi hoàng bước thẳng lên phòng lệ ra xe người xem có mùi nước hoa lạ không nhưng mà chỉ thấy mùi của hoàng cô ta mỉm cười ừ đúng là mình lại suy nghĩ linh tinh lệ thấy hộp son trên xe cô ta vui mừng mở nó ra anh ấy mua tặng mình sao lệ ôm hộp son lên phòng và hỏi hoàng ngay anh mua son cho em à đẹp thế bộ siêu tập mới nhất đấy em thích lắm cảm ơn anh nhé lệ hôn lên má của hoàng lúc này anh ta bắt buộc phải cười gượng Hiền trở về nhà trong trạng thái phờ phạc, mẹ cu hỏi ngay. Sao hôm nay hai chị em, đứa nào về nhà, cũng trông như là đi bụi về thế hả? À? Cái Hạnh đâu rồi mẹ? Nó đi tắm, sao thế? Còn có chút chuyện muốn nói với nó. Hạnh lúc này tắm xong, bước ra vào hỏi ngay. Chị về rồi đấy à, vào tắm cho mát. Hạnh này, ra ngoài chị bảo cái này. Hiền và Hạnh ra bờ hồ đối diện với xóm trò, ngồi trên một chiếc ghế. Chị nói gì cơ? Điên à? Tại sao phải quay về sống với anh ta chứ? Hắn là kẻ thâm nho lắm, chị có biết không? Chị không còn cách nào khác. Chị tin anh ta không dám làm gì chị. Tạm thời như vậy, để anh Long được ra ngoài em à. Nhưng mà anh Long dại thật đấy. Anh ấy chắc là yêu chị nhiều lắm. Chị biết chứ? Chị biết điều đó chính chị đã khiến anh ấy bị như vậy tất cả là tại chị bây giờ trách ai cũng không còn quan trọng chị về ở với anh thịnh em lo anh ta lại bạo hành chị đấy anh long vì chị mà bất chấp quá nhiều nguy hiểm chị làm điều còn con này cho anh ấy đã là gì chứ bây giờ chị sẵn sàng vì anh ấy mà làm tất cả hạnh đưa mắt nhìn chị gái cô thầm mong chị và long vượt qua được chuyện này cô tự nghĩ đến hoàng còn hắn đối với mình Mãi mãi là sự trêu ghẹo Là mỉa mai Một tuần sau đó Hoàng cho người điều tra về hạnh Tập hồ sơ đang trên tay người quản lý Đúng lúc này Vũ bước tới Hồ sơ của ai mà mang đi vội thế? Của cô gái mà xếp đưa về nhà hôm nọ sao vậy Cô ấy tên là gì? Tên là Hạnh à? Vũ ngay lập tức khượng bước chân Đưa tôi mang vào cho Cậu cứ đi làm việc đi Lát tôi tự tay đưa cho Hoàng Vâng, vậy nhờ cậu Cậu đọc qua để báo cáo chưa đấy Hả tôi chưa kịp đọc Cậu đọc qua rồi báo cho sếp giúp tôi Ok Vũ đọc hồ sơ Thấy Hạnh có một đứa con Ngay sau thời điểm trùng khớp với thời gian Hoàng gặp Hạnh Anh ta lo lắng rồi run tay Anh ta lo sợ đó chính là con của Hoàng Hoàng không thể nào dây dưa với con bé đó nó là khắc tinh của hoàng anh ta nhanh chóng thay đổi hồ sơ về hạnh ghi chép cô đi làm rồi cặp kè với nhiều người đàn ông khác nhau hồ sơ sau khi hoàng đọc xong anh ta cau mày ném hồ sơ trước mặt của vũ sao thế hoàng có chuyện gì sao ừ. đúng như mày nói với tao con đàn bà rẻ tiền ai con đàn bà nào đứa mà năm xưa tao vì nó mà chiến với thằng chọc tao không ngờ Tao chưa bao giờ nhìn sai người Thế mà Thôi thôi bỏ qua đi Tao bảo rồi nó chả có gì tốt đẹp Nó sẽ làm vướng chân Bẩn chân của mày Mày hiểu chứ Hoàng quay ra nhìn từ phòng làm việc của anh ta toàn là kính, nhìn ra toàn cảnh thành phố với một ánh mắt đầy tức giận. Lúc này tại nhà Hiền và Thịnh, vừa mới ăn xong bữa thì Thịnh cho tay sờ vào người Hiền khi cô đang đứng rửa bát anh đi ra ngoài đi vừa mới ăn xong mà lạnh lùng thế từ hôm về đây em nói rằng em đến tháng cả tuần nay anh chờ đợi hôm nay có bị anh nhất định cũng vượt đèn đỏ thôi nhưng tôi không có hứng nói đến câu này thịnh thay đổi sắc mặt anh ta rút tay khỏi áo của hiền sau đó xoay người cô lại vậy thì mày có hứng với ai thịnh nói xong tát bốp vào mặt của hiền vòi nước đang chảy anh ta kéo cô ra bàn ăn, cứ như vậy kéo quần của Hiền xuống, ghề mặt cô xuống bàn và giữ chặt tay cô. Lời nói của Vũ quả thật làm hỏng đi tất cả hình ảnh của Hạnh. Một cô gái hiền lành chăm chỉ, học giỏi, nhưng không chọn đi thi đại học mà chọn đi làm từ sớm để lo cho bố, cho mẹ. Cô sẵn sàng làm tất cả vì gia đình. Thiệt thòi vốn có sẵn, Hạnh lại bị cưỡng bức dẫn đến việc có thai. Và cô quyết định đánh đổi để làm mẹ đơn thân. Bữa trưa tại một nhà hàng sushi Nhật Bản, Hoàng ngồi ăn cùng với vài tên đứng đầu các tổ chức, trong đó có gã chọc. Hắn hầm hực bởi vì hôm nọ bị Hoàng chơi sỏ. Hắn nói ngay. Tôi đề nghị lật lại vụ án xem xét nguyên nhân cái chết của Choi Phóng. Hắn chết như vậy khác nào để trong giới loạn chứ? Để những kẻ cấp dưới ủ mưu, hại chết các đại ca dễ dàng như thế. Tôi là tôi không cam tâm. Câu nói khiến mọi người im lặng Đa số con mắt đổ dồn về phía Hoàng Nhưng anh ta vẫn dừng dưng Với thái độ vô cùng bình tĩnh Trại phóng là đại ca của tôi Tôi nghĩ nguyên nhân là bị giết Ai trong chúng ta cũng biết điều đó Nên không cần phải xem nguyên nhân cái chết là gì Cái tổ chức và tôi Đang tìm Là kẻ nào Lại dám ra tay sát hại anh ấy Cả đầu chọc cười khẩy nói ngay Nghe nói sau khi choai phóng chết Cậu ngay lập tức được tổ chức Chọn làm người đứng đầu Lại được sự tín nhiệm của anh em trong giới Thực sự tôi đang nghĩ Liệu có ẩn khuất gì ở đây không Tại sao cậu lại được tín nhiệm nhanh như vậy Phải chăng cậu kết bè kết phái từ trước Rồi sau đó khử choai phóng Nghe nói hắn chết rất đau đớn Mắt thì bị móc ra Ngón tay ngón chân bị cắt lìa Cổ thì đứt gần lìa Có phải không Gã chọc nói xong vũ rút súng dí thẳng vào đầu của hắn hoàng nhìn gã chọc rồi cười lớn anh ta còn vỗ tay câu chuyện này thật hay có phải không mọi người các đại ca nhóm khác đều cười gượng khi nhìn thấy hoàng vỗ tay đây cũng chỉ là tao đùa thôi cần gì phải làm căng như thế nếu mày giết tao tại đây ngày hôm nay người của giáo hội sẽ tới điều tra về mày khi bên trên xuống rồi mày chỉ có đường chết thôi gã chọc cười nhẹ và nói ngay nói xong vũ bóp cò cả đám đều gàn thế nhưng súng lại không có đạn gã đầu chọc ôm đầu run rẩy hoàng cười và nói tiếp đùa thôi đùa thôi sao lại sợ chứ thôi được rồi tôi có việc phải đi trước mọi người cứ tự nhiên nhé hoàng vỗ vai gã chọc rồi ghé vào tai của hắn lần sau súng có đạn thì làm sao đây hoàng vỗ mạnh vào vai của hắn sau đó rời đi gã chọc ngay lập tức rục rã đàn em phải đi điều tra nhanh chỉ cần có chút manh mối tao sẽ gửi lên giáo hội bên đó chắc chắn là xử đẹp nó vũ bước ra ngoài nói với hoàng khử nó càng sớm càng tốt đừng nóng giáo hội sẽ điều tra lúc đó lại phức tạp cứ để nó sống thêm một thời gian nữa đi hiền tới chỗ làm trong đầu cô chỉ nghĩ tới long tin nhắn từ gia lô cô thấy long nhắn tin cho cô chúng ta gặp nhau có được không hiền vội vàng ôm miệng và nhắn lại ngay anh có khỏe không anh cô gầy đi nhiều không thế nhưng định nhắn lại như vậy cô lại không dám gửi vội vàng xóa đi cô không muốn cô quay lại với long nữa cô sợ mọi việc sẽ tệ hơn nếu như hai người gặp lại nhau thịnh đi công tác tại sài gòn anh ta nhận được tin long đã được thả ra thịnh gọi cho long Chúc mừng mày Bởi vì mày đã nhìn thấy ánh sáng Thịnh nghe cho rõ đây Mày nhất định phải trả giá Tao đang chờ mày tới tìm tao đây Tao quên chưa báo cho mày Rằng tao và Hiền đã tái hợp rồi đấy Bây giờ vợ chồng tao đang im ấm Nếu như mày cố tình xen vào Tao chắc chắn sẽ ném nó xuống sông Để cho mày đi tìm nó Lòng nói xong cúp máy Thịnh ngồi ở sân bay trong lòng chờ Anh ta bất ngờ gặp lại Huyền cô thư ký mới anh ta nhờ đi xe về đợt 30 Tết. Huyền mặc chiếc váy khoét ngực sâu đầy khiêu gợi đặt chiếc kính xuống bàn trước mặt thịnh. Ôi, xem này. Đúng là duyên trời sinh ra chúng mình anh nhờ. Để rồi xem. Hạnh ngồi ở nhà ăn cơm cùng với mẹ. Cô gấu bụ bẫm cứ nói chuyện. Mẹ Hạnh nhìn con gái cười tít mắt. Bà thở dài. Thế cái cậu hôm về đám ma con thôi rồi à? Là bạn thôi mẹ Đâu là gì của nhau đâu ạ à. Tiếc thật đấy Nếu con không phải có một đứa con ấy, Thì hoàn toàn phù hợp con à Hạnh vừa ăn cơm ánh mắt đào Có vẻ bối rối Con không nghĩ đến chuyện yêu đương Con nghĩ đến cu gấu thôi Con của con đang còn bé quá mẹ à Thì thôi cứ chịu khó Ôi giời ơi Làm có tiền Để còn lo lắng cho con Nuôi dưỡng nó quãng đời còn dài lắm chỉ buồn sau này thằng bé lớn lên nó hỏi bố nó đâu lại không biết trả lời thế nào nói tôi đây hạnh cúi gầm mặt ngây ngô nhìn con trai hoàng bơi như một kẻ điên trong bể bơi tại nhà riêng của hắn hắn ta cứ nghĩ đến chuyện hồ sơ của hạnh đã từng làm gái khiến cho hắn ta khó chịu đến phát điên vừa lên bờ quản lý đưa khăn cho hoàng tôi cần anh đưa tới đây một cô gái Năm xưa cô ta ở cùng trọ với Hạnh Vâng Hoàng suy nghĩ về lần đầu Là người cướp đi cái chinh trắng của Hạnh Rồi lại thầm nghĩ Cô ta còn nguyên như vậy Rốt cuộc là làm gái khi nào chứ Vũ đang đi vào nghe thấy như vậy Vội vàng quay đi Hắn tìm đến cô bạn cùng quê của Hạnh Rồi đưa cho cô ta một ít tiền Kèm với lời đe dọa Nói đứng như tôi bảo Kẻo cô không có đường về quê đâu bạn của Hạnh sợ đến xanh mặt Cô ta được quản lý tới tìm Đúng như lời Vũ nói Đến trước mặt Hoàng Khi anh ta đang đứng cắt tỉa cành cây trong vườn Quản lý lên tiếng Ông chủ tôi đưa cô gái ấy đến rồi Hoàng phẩy tay ra hiệu Người kia đã biết và lùi đi Anh ta quay lại nhìn cô gái Chào em Dạ vâng Em chào anh Anh là Anh là ai không quan trọng anh muốn hỏi em vài điều về hạnh thôi. Anh có phải là hoàng không? Đúng. Hạnh nói về anh sao? Có. Hạnh từng kể với em là nó có quan hệ với anh. Chỉ vậy thôi á. À? Vâng ạ. À? Anh hỏi gì? Em phải trả lời thật nhé. Em em không dám nói dối. Hạnh có từng làm gái không? Câu hỏi này đột nhiên khiến cho cô gái ấp úng. Ừm, à, chuyện này. Em nghĩ chuyện này Anh cần biết sự thật Hạnh làm gái Từ ngày còn đi học Hạnh đã yêu đương lăng nhăng rồi Sau đó nó bỏ lên Hà Nội Làm cho các quán ba vũ trường Nó cặp kè với rất nhiều người anh ạ à. Nhưng mà lúc anh ngủ cùng với Hạnh Cô ấy vẫn còn trinh nguyên Là do phẫu thuật thôi Giờ có phẫu thuật làm đẹp vá trinh Nên không ai biết đâu anh ạ à. Nó còn bảo em Thằng nào cũng nghĩ tao còn Nghe tới đây Hoàng thờ dài Cảm ơn em Anh nghe đủ rồi Em ra ngoài quản lý của anh Sẽ gửi quà cho em Dạ vâng, nhưng anh đừng nói gì với cái Hạnh nhá Em chết với nó đấy Yên tâm, chuyện này là bí mật Hoàng quay đi Anh ta cắt một cành hoa hồng Rồi lầm bầm trong miệng Cô dám lửa tôi sao Bạn của Hạnh Cô ta ra khỏi cổng lo lắng Cảm thấy đầy tội lỗi Hạnh ơi là Hạnh Sau này mình đừng trách tao Tao chỉ bị ép thôi Hiền đang ngủ Đột nhiên điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn Tin Zalo vẫn cứ reo Là Long nhắn cho cô Anh đang ở gần trường Em ra gặp anh một chút Hiền vội vàng gọi lại ngay Anh Long à Anh đừng tìm em nữa Chúng ta nói chuyện đi Nói rõ một lần thôi Anh chờ em ở quán cà phê nhé Anh đừng anh đừng ra quán Anh đi ra quán khác đi Em nhắn địa chỉ sau nhé Nói xong Hiền vội vàng cúp máy Tối hôm đó sau khi tan làm Chị trường cửa hàng nói với Hạnh Này đi làm thêm với chị không Một triệu một tiếng Làm gì lương cao thế chị Đi làm tiếp thị rượu cho mấy người giàu Không có làm linh tinh đâu Mình chỉ rót rượu của hãng mình cho họ Còn họ có mua hay không ấy, Thì mình vẫn được một triệu một tiếng em à nếu không bán được thì sao chị bọn giàu nó không tiết tiền cứ khéo bán được một chai cũng ok rồi họ chỉ thuê một tiếng thôi vâng vậy được chị ạ à? con em đang hết sữa một triệu chắc là cũng mua được kha khá rồi Chưa còn gì nữa chị quý mày chị mới bảo mày đấy vâng tới tầng thượng của khách sạn năm sao trong thành phố hạnh phải mặc váy ngắn áo phông khoét trái tim đúng phần ngực Cô vừa đi vừa kéo Cứ vén vén tóc để che bớt Này, ngại ngùng à Quen ai ở đây đâu mà lo Váy này ngắn quá chị ạ à? Còn cái váy nào khác không chị Đồng phục rồi Trong có lớp lót quần, mày lo cái gì Thấy chị trường cửa hàng Đi sông sáo mời mọc khách Đây là tiệc sinh nhật của con đại gia nào đó hạnh ra bàn của một người đàn ông Tầm trung niên Anh có thể thử Một chút rượu này được không ạ à? rượu gì đây em à dạ vâng hạnh giới thiệu một thôi một hồi người đó liền nói ngay anh mua hai chai nhé dạ vâng ạ à, anh cho em xin thông tin em gửi cho mình luôn ạ à? người đàn ông đó đọc số sau đó nói với hạnh cho anh số em đi có gì anh liên lạc nhé à, anh mua thêm ạ à? hạnh ngầy ngô không hiểu ý anh ta muốn lấy số điện thoại để làm chuyện gì đó trên sân khấu chủ nhân của bữa tiệc Đi lên tay đeo toàn kim cương sáng lấp lánh Hạnh nhìn rồi nghĩ Đàn ông sao đeo nhiều trang sức như vậy Không được đẹp cho lắm Trên sân khấu có tiếng loa thông báo Hôm nay có anh Hoàng Là người anh tốt Đã giúp tôi có được thành công lớn trong năm vừa qua Em xin cảm ơn anh nhiều Xin một tràng pháo tay dành cho phó tổng giám đốc Trần Trọng Hoàng Của tập đoàn lớp Mọi người hướng về phía Hoàng Anh ta đứng bìm cười Nhấc ly chúc mừng sinh nhật cho người em chơi cùng. Lúc đó hạnh nhìn về phía và nhìn thấy hoàng, cô vội vàng lấy tóc che đi mặt mình. Hoàng cũng nhìn thấy cô. Anh ta nghi nghi và bước lại gần hơn. Người đàn ông mua rượu liền nói ngay: Sao thế? Chưa đọc số cho anh à? Anh ơi, à, rượu em để sẵn đây, anh cầm hộ em. Bây giờ em phải đi rồi à? Gã kia vội vàng tóm lấy tay của hạnh. Ừ. Em đùa anh đi à? Hạnh quay ra nhìn thấy Hoàng. Đúng lúc này hai người nhìn nhau. Cô vội vàng giấu mặt đi. Nhưng gã kia lại cứ nắm lấy tay cô. Anh gì ơi? Anh bỏ tay tôi ra. Hạnh nói xong giật mạnh rồi chạy ra ngoài. va thẳng vào Hoàng. Anh ta đứng ngay phía trước cô. Lần này cô vẫn cố gắng lấy tóc che mặt rồi vội vã cúi đầu xấu hổ. Cô bước nhanh vào thang máy. Thang máy dừng xuống tầng 27 Cửa mở ra, cô lại nhìn thấy Hoàng đứng bên ngoài. Anh ta mặt lạnh tanh bước vào thang máy. Thang máy đóng lại. Lúc này trong thang máy chỉ còn có hai người. Hạnh cứ quay mặt vào góc. Cô cứ thầm nghĩ trong đầu mình. Không hiểu trái đất cứ tròn. Để mình gặp hắn, khó xử quá. Thang máy bấm đến tầng 22. Hạnh lầm bầm. Sao mà chậm thế? Mãi không xuống đến nơi. Đột nhiên Hoàng nói to. Đi làm điếm như vậy vui chứ Câu nói của Hoàng khiến cho Hạnh sừng sốt Trong quán cà phê đầy những cuốn sách cũ Long bước tới thấy Hiền đang ngồi Chạm tay lên những cuốn sách gần bên trường Anh ta ngay lúc này chỉ muốn ôm lấy cô Nhưng bước chân lại lùi lại Hiền quay lại thấy Long Cô mỉm cười với đôi mắt đầy nỗi buồn Anh khỏe chứ? Ừ Còn em thì sao? Em vẫn ổn bây giờ em đã quay về với thịnh em thực sự điên rồi hiền à có phải nó ép em quay về để nó rút đơn có phải không không thì không tự dưng mà nó rút đơn không phải đâu là em tự nguyện sau khi mọi chuyện xảy ra em nhận ra rằng em còn yêu anh ấy anh cũng sớm tìm cho mình một hạnh phúc mới đi em nói như vậy không thấy quá nhẫn tâm với anh sao anh đang cố gắng để chúng ta thu hẹp khoảng cách anh đã tự trách mình ngày đó không đủ can đảm để tỏ tình với em, anh để vụt mất em. thế nhưng hãy cho anh cơ hội làm lại đi mà, rời xa vòng tay em. anh không còn nơi nào để về, anh buồn lắm. lòng nói tôi đây hiền rưng rưng đôi mắt, thế nhưng cô vẫn cố gắng mạnh mẽ hơn. có yêu thương đến đâu ấy, xin anh cứ quên em đi, bởi vì em là người có chồng. Em không thể nào bỏ chồng để chạy theo tiếng gọi của anh được Không thể nào được đâu à Anh quên em đi Giữ khoảng cách với em Hiền nói xong cô đứng dậy Và bước ra ngoài lên xe taxi Lòng buồn bã nhớ lại nụ hôn trên chán của Hiền Dành cho anh vào ngày Hôm xảy ra việc va chạm giữa Thái và anh ta Lòng vội vàng đứng dậy Chạy ra ngoài Anh ta đập cửa kính Rồi sau đó gọi lớn Hiền à cho anh cơ hội anh không tin là em không có tình cảm với anh Làm ơn đi, làm ơn xuống xe Hiền ngồi trên xe ôm miệng Cô bật khóc nức nở Chú tài xế à Chú đi nhanh dùm cháu với Long chạy theo chiếc xe Đến khi không đuổi thêm được nữa Anh ta ngửa cổ nhìn lên trời Nhắm mắt lại có vẻ đầy đau đớn Tại tòa nhà diễn ra bữa tiệc sinh nhật Hạnh vô tình gặp Hoàng Tại bữa tiệc và rất sốc khi anh ta đặt ra câu hỏi khiến cho cô tổn thương <laughs> làm điếm có vui không á tất nhiên là vui rồi vừa được vui lại vừa có tiền nhưng anh việc tôi làm đĩ mong anh giữ kín giùm tôi đừng có bô bô cái miệng như vậy chứ cái loại rẻ tiền đúng là bẩn mắt tôi hoàng nói xong câu đó anh ta bước ra khỏi thang máy hạnh lúc này nắm chặt tay cô nghiến răng Thang máy đóng lại Cô ngồi bịch xuống nền Ánh mắt cường quyết khi nãy Bây giờ lại đổi thành những giọt nước mắt Cứ như vậy rơi xuống Hạnh lấy tay tự lau nước mắt cho mình Mình không được khóc Không được vì hắn mà khóc Thế nhưng Hạnh không kiềm chế được Cô khóc nước nở trong thang máy Dù cô mạnh mẽ tới đâu Có lẽ cô cũng bị tổn thương Cô ôm đầu co do khóc lặng. Hoàng đi tới phòng tiếp khách của chủ nhân bữa tiệc Các cô gái chân dài đi tới Mỗi khách VIP là một cô Cô gái rót rượu cho Hoàng rồi nói ngay Em tên là Yến Em rất thân hạnh được phục vụ anh Hoàng ạ à? Ừ Hoàng chỉ ừ một câu Sau đó anh ta cầm ly rượu và uống Hết ly này đến ly khác Cô gái đó xoa vào ngực của Hoàng Chúng ta đi ra chỗ khác có được không anh Hoàng ngay lập tức kéo cô ta đi Chú bữa tiệc nghĩ rằng họ đi riêng với nhau nên rất vui. Ra tới hầm để xe, Hoàng tỏ rõ thái độ. Đưa mã đây, anh chuyển khoản cho. Tiền gì chứ? Tiền em phục vụ. Anh bảo lo hết rồi, nên việc của em chỉ là phục vụ anh thôi à? Anh không có nhu cầu cần ai phục vụ. Em không tốt hay sao à? Vậy, anh đưa em về có được không? Nếu không thấy em đi cùng với anh ra khỏi đây, chắc là xếp mắng em chết ừ chiếc xe biển ngũ quý chín đi tới hoàng mở cửa đưa cô gái lên xe tới chỗ sắt vé thấy hạnh đang loay hoay nói với bảo vệ chú chờ cháu tìm vé xe rõ ràng là nó ở đây cơ mà tên bảo vệ máu gái thấy hạnh xinh xắn lại gạ gẫm cô không tìm thấy vé xe thì mất thời gian lắm thế có giấy tờ xe không dạ có chính chủ là cháu luôn ạ à? Tên bảo vệ bắt bẻ cô Nhưng mà không có vé Làm phải giữ xe lại đây nhá Làm sao thấy được ạ à? Cháu có giấy tờ xe chính chủ đàng hoàng mà chú Hay là chú cháu mình vào trong kia Nói chuyện nhỏ với nhau một tí Rồi chú cho về nhá Chuyện nhỏ là chuyện gì à chú Hoàng nói với quản lý Xuống xe nói giúp hành Xe anh có thể qua rồi đi à Cô gái kia Đã đưa được giấy tờ ra rõ ràng như vậy mà anh còn cố tình làm khó cho người ta sao Ý anh là như thế nào Tôi trêu một tí ấy mà Cô gái, cô đi được rồi Tôi trêu một tí thôi Hạnh quay lại cúi đầu cảm ơn người quản lý Cô cau mày suy nghĩ Anh ta quen thật đấy Mình gặp ở đâu rồi nhờ Xe vừa đi lên khỏi hầm gửi xe Hoàng ngồi trong xe đi song song với xe Hạnh Thay đôi mắt Hạnh sưng đỏ Và gương mặt rất buồn Anh ta cứ lặng nhìn đến nỗi Cô gái ngồi bên cạnh còn nhận ra. Anh quen cô gái kia sao? À, không. Vậy mà em thấy ánh mắt của anh nhìn cô ấy rất lâu. Vậy sao? Hoàng quay ra nhìn cô gái bên cạnh, cùng với cặp kính sắc lạnh, gương mặt lạnh tanh khiến cho cô gái rất sợ. Xe dừng ở đèn đỏ, đúng lúc trời mưa, hành vội vàng xuống mở cốp xe lấy áo mưa, nhưng lại không có áo trong cốp. Cô nhớ lại hôm nọ đưa cho mẹ mặc đi chợ. Lại quên không bỏ vào trong cốp Cơn mưa ảo ảo Chút xuống cô ướt hết Thế nhưng khi Hạnh đi qua Xe ô tô thấy Hoàng ngồi trong xe với một cô gái Anh ta cũng lừa mắt nhìn cô Hạnh vội vàng lên xe và phóng đi Dù đi trên đường Nhưng cô như người mất hồn Khi nhìn thấy Hoàng đi cùng với người khác Phải rồi Anh ta thì thiếu gì gái Hắn thực sự làm mình cảm thấy ghê tởm Vừa mắng mình mà chính hắn mới là kẻ vớ vẩn mà mình thì trông mong gì từ hắn chứ hắn từ xưa đến nay có tử tế gì đâu hoàng lúc này nói với lái xe anh đưa cô yến đây về đi tôi tự mình lái xe được rồi dạ vâng thưa sếp yến xuống xe mà cứ tiếc nuối mãi về vị giám đốc trẻ tuổi lại đẹp trai anh ấy đúng là người đẹp nhất trong những người mình từng gặp nhìn men lì chứ ước gì được cùng anh ấy qua đêm hoàng cứ lái xe đi về phía sau của hạnh anh ta nghĩ tới câu nói của cô bạn hạnh nó đi làm phương pháp vá trinh để đi lừa gạt những người đàn ông đấy nghĩ tới câu này hoàng thở dài rồi thấy hạnh đi lao vào vỉa hè và ngã xuống trời mưa rất to hoàng vội vàng đi xuống và chạy tới chỗ hạnh lúc này hạnh thấy chân cô chảy máu cô cúi đầu và bật khóc Hoàng đi tới thấy Hạnh cúi đầu và khóc, anh ta thấy chân cô đang chảy máu. "Cô khóc, liệu có làm nó hết đau được không?" Nghe thấy giọng của Hoàng, Hạnh vội vàng trấn tĩnh, cô ngẩng lên thấy anh ta mặc bộ vest đen, tay cầm ô đứng che cho cô. "Anh cút đi, anh cứ mặc kệ tôi, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, làm ơn biến đi." "Cô, tôi nói cho anh biết, tôi có thể qua lại với bất cứ người đàn ông nào cũng được." Nhưng ngoại trừ anh Bởi vì tôi làm đĩ đấy Làm đĩ thì sao Đủ rồi đấy, cô im miệng đi Tôi không im, là anh nói mà Anh có con mắt quả thật đẳng cấp và tinh tường Thế nên tránh xa con đĩ này đi Tôi bảo cô im miệng cơ mà Hoàng quát lớn Khiến cả hai nhìn nhau vô cùng căng thẳng Tại Sài Gòn Thịnh hút thuốc bên Hiên Anh ta nhìn vợ qua camera trong nhà Anh ta gọi cho Hiền Nãy em mới đi đâu về? Tôi qua nhà mẹ. Thằng Long có tìm em không? Không có. Tìm tôi làm gì chứ? Tôi và anh ta chẳng là gì nữa. Hy vọng đúng như những gì em hứa với tôi. Đừng để anh phát hiện ra điều gì. Khi đó anh không biết bản thân mình lại làm gì dại dột đâu. Em yêu à? Thịnh tắt máy rồi cười nhẹ. Trên tay anh ta cầm điện thoại những bức ảnh thám tử gửi khi Hạnh và Long gặp nhau tại quán cà phê hoàng tới quán rượu anh ta vô tình lại gặp long cả hai đối diện rồi giật mình với nhau hoàng ông bạn đi à tình cờ thật bạn uống một mình sao ừ có chút chuyện không được vui cho lắm tôi cũng có chuyện không vui chúng ta cạn nào cả hai chạm cốc rồi uống hết cậu với hạnh vẫn ổn chứ con bé rất ngoan chịu khó chẳng bao giờ than vãn tuy có vất vả khi làm mẹ đơn thân nhưng mà tôi thấy con bé rất vui mẹ đơn thân ừ thằng gấu ấy là con của hạnh đang nuôi một mình vất vả lắm nghĩ lại càng thương hoàng cau mày đứa bé ấy, ở hôm đám ma không phải là con của chị gái hạnh sao hiền làm gì có con hạnh chưa nói với cậu con bé là con của nó à tôi lại thành người nhiều chuyện rồi xin lỗi cậu Hoàng suy nghĩ về gương mặt của đứa bé Anh ta mở điện thoại nhìn lại Anh ta lúc bé Thực sự là rất giống cu gấu Tiếng mưa rơi bên ngoài hiên Hạnh ngồi ôm con buồn bã bên hiên nhà Cô nhớ lại sự việc lúc tối Anh làm ơn đừng có xuất hiện trước mặt tôi Cô cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa Loại đàn bà rẻ tiền như cô Tôi cảm thấy rất bẩn mắt Hạnh đứng dậy dắt xe với cái chân tập tễnh cô cố gắng lên xe bước đi mà không hề có chút do dự trở về thực tại hạnh tựa vào má con và nói nhỏ hóa ra trong mắt anh ta mẹ là người đàn bà thấp kém như vậy đấy nghe xong lời của long nói hoàng lại rót thêm rượu rồi bình tĩnh hỏi thêm hạnh chưa từng nói gì với tôi về chuyện đứa bé chắc là cô ấy ngại với tôi thực ra tôi cũng không quan trọng chuyện đó một khi tôi thích ai Tôi nhất định sẽ thích đến cùng Cậu nói như vậy tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm Tự dưng lại nhiều chuyện Nói ra chuyện này tôi ngại với cậu Vậy bố đưa bé đâu? Tôi nghe Hiền nói rằng Không còn qua lại với bố nó Con bé nuôi con một mình thôi Vậy còn anh thì sao? Tôi thấy anh có vẻ rất thích chị gái hạnh Thích chứ Nhưng lại không thể nào đến bên nhau Cô ấy từ chối tôi Chuyện này tôi không giúp được gì Cũng không thể nào tư vấn cho anh Không sao Tôi hiểu chứ Nào chúng ta uống đi Tại Sài Gòn Thịnh bà Huyền ôm nhau nằm trong bồn tắm Thịnh tay cầm ly rượu vang trầm ngâm suy nghĩ Huyền hôn lên cổ của Thịnh Về Hà Nội rồi chúng ta có gặp lại nhau không anh? Để xem em có ngoan không đã Em ngoan mà, nỡ mà Ngày hôm sau hiện trên giảng đường bị chảy máu mũi cô ngay lập tức đến nhà y tế nhìn mình qua gương cô thấy bản thân mình sơ sắc đến kiệt quệ chị y tế nói với cô em đi khám xem có làm sao không chưa đợt này chị thấy mày gầy gò xanh sao lắm em đợt này cũng thấy mình xuống sắc chắc là lo suy nghĩ nhiều quá chị ạ à? đời sống là mấy cứ sống là chính mình mình sống tốt ấy thì mới lo được cho người khác chứ còn mình chưa sống tốt thì lo được cho ai câu nói của chị y tế khiến cho hiền thấy cô thực sự đang sống chưa tốt gò bó và bị ép buộc hoàng ngồi trong phòng thờ của bố mẹ anh ta anh ta cứ nhìn ảnh của bố mẹ sau đó thờ dài con rất nhớ hai người đột nhiên lúc này con chỉ muốn có bố mẹ ở bên cạnh con người quản lý bước vào cúi đầu cậu hoàng tôi có thông tin chính xác rồi ạ à? nói ngay đi đứa bé chính xác là con của cô hạnh kết quả xét nghiệm đứa bé đó chính là con trai của cậu hạnh đang cho cù gấu ăn đúng lúc thấy long bước vào anh long mẹ đâu rồi mẹ em về quê đi đám cưới con của đồng niên mà anh qua gặp chị hiền ạ à? ừ anh có cái này gửi cho chị em anh không gặp trực tiếp em đưa hộ anh cho chị em cuốn sách này nhé dạ vâng để em gọi cho chị mà hai người cãi nhau à em biết mà không thể nào ở gần nhau được nữa cô ấy lựa chọn quay về bên chồng anh không còn cách nào khác anh tôn trọng quyết định của hiền để thêm thời gian đi anh thời gian sẽ làm êm dịu tất cả cũng là liều thuốc chữa lành cho tất cả chúng ta anh ạ à. em cố gắng giữ lấy cậu hoàng nhé anh xin lỗi ngày hôm qua anh nói chuyện con của em cho cậu ta biết là sao ạ à? hôm qua anh gặp hoàng có nói vài câu về thằng cu gấu Hoàng nghĩ Đấy là con của Hiền Chứ anh lại bảo con của em Anh không biết là em chưa nói với Hoàng Dạ không sao đâu anh Anh ta hỏi gì nữa không ạ à? Không Chỉ khen thằng cu gấu đẹp trai Có đôi mắt giống em Và đôi môi lại có vẻ giống cậu ấy Dạ vâng Hạnh bắt đầu cảm thấy lo lắng Cô lo sợ rồi sau khi Long đi Cô vội vã thu quần áo của hai mẹ con cho vào túi sách. Điện thoại của Hạnh reo lên. Bên đầu kia chính là Hoàng gọi. Cô chuẩn bị đi. Chuẩn bị gì chứ? Tôi sẽ đến đón con về. Anh bị điên à? Con nào? Anh tránh xa tôi ra. Tôi bảo anh tránh xa tôi ra. Nói xong Hạnh vội vàng cúp máy và rời đi. Hạnh ôm con chạy thục mạng trong đêm. Cô ngay lập tức bế con về Nghệ An ở cùng với mẹ mình hạnh run rẩy khi nhận được cuộc điện thoại từ chị gái đi đâu mà bế thằng bé đi chị hiền em không thể nào ở lại thêm được nữa có chuyện gì thế hả hoàng anh ta biết thằng gấu là con của anh ta rồi anh ta không tha cho em mất còn vợ anh ta nữa chị ơi bình tĩnh nghe chị giờ về chỗ mẹ càng nhanh càng tốt chị sẽ về luôn đây thế nhưng vừa mới cúp máy hạnh thấy đầu xe taxi Hoàng cùng với đàn em đang đứng chờ sẵn. Anh ta mặc nguyên bộ đồ đen. Xuống xe đi. Hạnh nhất quyết không xuống. Vũ đi ngay bên cạnh tóm cổ người lái xe xuống. Mở chốt xe. Hoàng mở toang cửa xe sau đó nhìn cô. Tôi không xuống xe. Anh đừng làm phiền tôi. Hoàng đấm bụp vào chiếc ghế ngay cạnh gần mặt Hạnh. Khiến cho cô sợ và nhắm mắt. Tại sao? Dám giấu con của tôi đi. Tôi sẽ đưa con tôi về bằng bất cứ cách nào con của tôi chẳng liên quan gì đến anh cả chỉ có cô là không liên quan thôi còn con là con của tôi hoàng kéo tay hạnh ra khỏi chiếc xe hạnh vẫn ôm chặt lấy con thằng bé khóc lớn anh to mồm làm gì chứ anh làm thằng bé khóc rồi đấy cô đừng có đánh trống làng hoàng giật thằng bé trên tay của hạnh anh trả con cho tôi tại sao tôi về trả chứ loại đàn bà như cô không có tư cách nuôi con mang tiếng cả đời con của tôi vũ đứng ngày đó nghe như vậy anh ta vội vàng quay mặt đi dù tôi có là gì cũng không đến lượt anh phán xét anh thôi kiểu lăng mạ người khác đi anh trả con lại cho tôi ừ. từ bây giờ cô được tự do nói xong hoàng bế con đi hạnh chạy theo đám người thì liền bị họ đẩy ngã cô cô với tay nhìn theo xe của hoàng biến mất vào trong màn đêm tăm tối trả con lại cho tôi đi làm ơn trả thằng bé cho tôi lúc này tại nhà của vợ hoàng mẹ đẻ của lệ nói khẽ hôm nay là thứ bảy rồi đấy thế nó không về à anh ấy nói có cuộc họp gấp nên chưa xong việc mẹ ạ lệ này con có hạnh phúc không sao mẹ hỏi con vậy chứ con đang rất hạnh phúc con hài lòng với những gì con đang có nhưng theo mẹ cảm nhận ấy thằng hoàng nó coi trọng công việc quá như thế lại không thể nào chu toàn cho con anh ấy có chí lớn lắm mẹ con tự hào về điều đó nó ở bên ngoài không tránh khỏi cô gái gú mẹ sợ lại có ngày nó làm con tổn thương vì anh ấy con chấp nhận tất cả thậm chí con đã nghĩ tìm một người đàn bà sinh con cho anh ấy con cũng chấp nhận nếu như con không thể cho anh ấy một đứa con Ai yêu nhiều hơn Người đó khổ con à Lệ buồn bã nhìn ra bên ngoài trời Hạnh gọi lại liên tục cho Hoàng Đến cuộc thứ 100 thì anh ta mới chịu nghe máy Cô đúng là dai như đỉa Tôi đang ở cửa nhà anh Anh cho tôi gặp con đi Tôi cầu xin anh Từ nay về sau Cô không còn đứa con nào Hoàng nói xong cúp máy Hạnh ngồi co do ngoài cổng Trời thì mưa phùn Trong cô phở phạc ánh mắt lờ đờ và yếu đuối hoàng nhìn qua camera thấy hạnh lúc này cô gục ngã bên ngoài anh ta vội vã hô người mở cổng bế hạnh lên tay hoàng quát lớn còn đứng đấy làm cái gì gọi bác sĩ ngay quản lý vội vàng gật đầu dạ vâng hoàng đặt hạnh vào trong phòng quần áo của cô ướt sũng cô giúp việc mang bộ đồ vào để tôi thay cho cô ấy chị ra ngoài đi vậy tôi xin phép cậu chủ Hoàng lấy khăn rồi cởi từng cúc áo của Hạnh. Đến đâu thấm khăn đến đó. Khi cởi bỏ hết đồ của Hạnh, anh ta thấy cô run rẩy, Cô bật khóc. Trả con lại cho tôi. Tại sao cô lại lừa tôi chứ? Anh Hoàng đừng tách con ra. Con đang còn bé, nó rất cần mẹ. Anh ghét tôi thế nào cũng được. Chỉ cần anh để tôi bên con, làm trâu làm ngựa gì cho anh tôi cũng làm. Làm gì cũng làm sao? Chính cô nói rồi nhá, Nghe anh ta nói như vậy rồi cười nhách mép Hạnh lúc này mới cảm thấy lời nói của cô Có cái thứ gì đó sai sai Cuốn sách Người đứng sau hạnh phúc Là cuốn sách mà Long mua tặng cho Hiền Vào ngày sinh nhật năm ngoái của cô Hiền cầm cuốn sách Và cô thở dài Nghĩ về sinh nhật năm ngoái của mình Long chuẩn bị bữa tối Con đến bà hoa Cùng đánh bản nhạc piano đầy lãng mạn Thế nhưng anh vẫn chưa dám một lần Cầm tay của Hiền Lòng luôn giữ khoảng cách với cô Anh sẽ chờ ngày em được tự do Khi đó anh muốn chính thức được tìm hiểu em Anh chờ em lâu như vậy Có khi nào Anh nghĩ rằng anh bỏ cuộc không Không Anh chưa bao giờ và không bao giờ bỏ cuộc Anh chờ đến ngày chúng ta được ở bên nhau Cả hai nâng ly chạm khẽ Ánh mắt rõ ràng là hiền mở lòng với Long Nhưng cô lại chẳng dám bước tới Long gặp Lam cô ta nói với long về những điều dị hợm của thịnh em thấy anh ta có lối sống rất bệnh hoạn em thấy cực kỳ ghê nên em bỏ lại đứa bé và rời đi rồi sao không kể cho tôi nghe sớm em nghĩ chuyện đó không đáng để nói nhưng mà hắn là một kẻ lập dị anh biết không anh biết long bỏ thuốc ra rồi sau đó suy nghĩ về thịnh hạnh ở nhà của hoàng đã ba ngày cô vẫn được bế con chơi với con nhưng lại không được bước ra khỏi nhà cô thở dài nhìn căn nhà rộng lớn cùng những vết bức tường cao lớn tại vườn hoa trong nhà của thịnh anh ta đang đứng cắt tỉa hoa thì vũ nói bạn giữ cô ta lại ở bên cạnh thế này tôi thấy không ổn đâu tại sao lại không ổn chứ cô ta là khắc tinh của cậu hơn thế nữa lý lịch cô ta dơ bẩn thế nào chắc là cậu cũng biết hoàng cắt bột vào cành hoa hồng vụ này cho dù mày là bạn thân của tao nhưng mà tao nhắc để cho mày nhớ đây là chuyện riêng tư của tao cô ta dù có như thế nào vẫn là mẹ của con trai tao điều đó không thể nào thay đổi quá khứ tao không quan tâm tao quan tâm đến hiện tại và tương lai mày hiểu chứ mày bị cô ta bò bùa rồi hoàng cười nhếch mép tao có phải là kẻ chỉ quan tâm đến đàn bà không Vũ chợt nhận ra Hoàng thực sự chưa bao giờ để tâm đến đàn bà. Thế nhưng với Hạnh anh ta vẫn lo lắng. Vậy là Hoàng thích Hạnh thực sao? Ánh mắt của Hoàng nhìn Hạnh không phải là ánh mắt đơn giản, là người đàn ông nhìn phụ nữ. Ánh mắt đó là ánh mắt đang yêu. Và Vũ đã nhìn ra điều đó. Hạnh vác bao phần hữu cơ vào vườn rất khỏe. Cô không để ý Hoàng đang đứng ở bên góc vườn. Cơn gió khẽ lay nhẹ tóc của cô, để lộ ra gương mặt nhỏ xinh góc cạnh đôi môi hồng tự nhiên hoàng đi gần tới chỗ cây hoa hạnh đang đào bới bới hoàng vịn tay vào cây cô đào sâu như vậy hỏng hết dễ cây bây giờ không đào sâu thì bọn nó không ngấm được đâu hạnh ngẩng lên nhìn thấy hoàng mặc chiếc áo sơ mi đen tay đang cầm kéo tóc anh tao hôm nay không vuốt để rũ xuống lúc này nhìn nhau đột nhiên cô ngại ngùng cô có được học không vậy gã nhà nông mà không biết làm những điều cơ bản sao? Nói tới đây Hoàng thấy hạnh trùn lại gương mặt cô buồn bã. Đúng, tôi không được học. Hoàng khựng lại, thầy hạnh cứ cúi. Anh định chạm vào vai của cô, nhưng sau đó lại thôi. Anh trở về phòng làm việc và suy nghĩ lăn tăn. Cô ta dỗi mình đi à? Mình nói có gì sai chứ? Hoàng lật lại hồ sơ của Hạnh thì cô học hết cấp 3, học rất giỏi nhưng lại không đi thi đại học. Hạnh trở về phòng, cô sang ôm con và bực bội. Cái đồ cả trớn, nói toàn từ khó nghe. Cô giúp việc cười nhẹ. Cậu Hoàng lại trêu gì cháu sao? Dạ vâng, có mỗi chuyện đào cây cây mà anh ta bảo cháu không được học à? Cậu ý nói như vậy không có gì ác ý. Với lại căn bản cậu ấy học giỏi nên có mới nói như vậy thôi. Anh ấy học giỏi lắm à cô? Thủ khoa đại học bách khoa đấy Nhận học bổng toàn phần Thế thì đúng là giỏi thật Nhưng mà anh ta rất hay nói kiểu bắt nạt cháu cô ạ à? Có thường mới như vậy Tôi thấy bao hôm nay cậu ấy rất vui Dù công việc ấy, bận đến mấy Cũng vẫn về nhà ăn cơm Tự dưng có đứa con coi lại cả bạn gái thế này Chẳng quá tốt còn gì Cháu đâu phải là bạn gái của anh ta chứ Anh ta có ti tỉ bạn gái Cô thừa biết mà Đàn ông ấy à Họ có qua đường tìm kiếm thú vui Không có gì lạ Cháu nhìn cậu ấy xem Là mẫu người của biết bao nhiêu cô gái Nhưng không phải là mẫu người của cháu Thế mẫu người của cháu là gì? Cháu thích những người nhẹ nhàng Mặc áo phông quần jean Anh ta thì suốt ngày mặc vét Quá giả ấy chứ <laughs> Cậu ấy là phó tổng Không mặc vét làm sao được Hoàng đang định vào Nhưng đứng bên ngoài nghe thấy Hạnh nói như vậy Anh ta liền rời đi và nói với quản lý Mày thấy tao có già không Văn? Mới có 37 tuổi Già làm sao được ạ? À? Hơn nữa trông xếp trẻ hơn so với tuổi thật Ừ, vậy sao? Hoàng soi gương nhìn bản thân Thì nghe chuông điện thoại Là vợ anh ta gọi đến Anh à, hôm nay mẹ gọi về ăn cơm Ừ, tối anh về À vâng, mà này Lệ chưa kịp nói gì Thì Hoàng đã cúp máy Cô ta cảm thấy hụt hẫng vô cùng Hiền gọi cho Hạnh hỏi Han Thế nào? Sao rồi? Ổn chứ? Anh ta chỉ để em trong nhà thôi Còn bảo em nếu buồn Thì đi lau dọn nhà cửa Cho đỡ rãnh việc chị ạ à? Cậu ta quan tâm đến em rồi đấy Quan tâm cái gì? Anh ta ghét em thì có Có ai giữ lại người mình ghét bao giờ Cậu ấy có trách nhiệm như thế Còn đòi thế nào nữa Bây giờ chỉ hỏi cậu ta xem bỏ vợ chưa đang độc thân hay như thế nào Tuyệt đối Không được cho động vào, nghe chưa Em biết rồi Anh ta không thích em đâu Nên việc quan hệ là không có đâu chị Trời đất ơi nam nữ gần nhau Lại còn có con với nhau nữa Làm sao có thể tránh được Chị yên tâm Em không bao giờ cho động đâu Thôi thì không nói trước được Cố gắng lên nhá Hiền cúp máy Cô đột nhiên nhận được cuộc gọi Ngồi ở quán cà phê Hoàng lên tiếng hỏi Hiền Tôi có thấy Hạnh học hết cấp 3. Tại sao cô ấy không đi thi đại học? Theo hồ sơ thì học rất tốt. Anh quan tâm đến nó như vậy thì tôi cũng mừng. Vì hoàn cảnh nhà tôi rất nghèo, chỉ có thể lo cho một người học được thôi. Nó âm thầm bỏ thi để đi làm phụ giúp gia đình. Tôi vừa tốt nghiệp lại lấy chồng nên không thể nào lo được cho bố mẹ, gánh nặng trên vai của nó hết. Mẹ tôi kể tôi mới biết. Tôi rất thương em nhưng lại không biết làm gì lớn một chút lại làm mẹ đơn thân coi chuyện này tôi muốn hỏi trực tiếp anh cứ hỏi đi tôi sẽ trả lời đầy đủ không giấu giếm điều gì có quãng thời gian hạnh đi làm gái có phải không tôi hỏi thôi không phải là lôi chuyện này ra để có ý gì khác trời đất ơi cậu nghe ai nói linh tinh thế sao lại có tin đồn như vậy được nó rất ngoan cậu ngủ với nó Chẳng nhẽ cậu không biết sao Chuyện này tôi cần phải điều tra lại Tôi mong cậu xem xét Nếu như không lại oan uổng cho em tôi Nó cực kỳ ngoan Cậu cứ hỏi bạn bè cấp 3 của nó Về hẳn quê tôi mà hỏi kia Trời đất ơi Sao lại đối xử với con bé như thế chứ Tôi sẽ xem xét Phiền cô nói với mẹ Ngày gần nhất tôi sẽ qua nói chuyện Xin phép đàng hoàng Nhất định rồi Con bé ở bên cạnh anh Thế nên tôi mong anh đối xử với nó tốt một chút. Hoàng rời đi trên chiếc xe đắt tiền. Hiện cũng không khỏi lo lắng về tương lai của em gái. Ánh mắt của Hoàng rất khó chịu nhìn quản lý văn. Tao cho mày 5 tiếng để điều tra lại về hành. Tao cần hỏi hết bạn cấp 3 của cô ấy. Hỏi tất cả. Dạ lần trước có sai sót gì sao à? Nếu như không trùng kết quả, mày phải chịu trách nhiệm đấy văn lo lắng và vội vã rời đi thịnh trở về nhà anh ta thấy hiền đang nấu nướng mùi thức ăn bay lên thịnh hít hà rồi sau đó bước ra ôm lấy vợ thơm thật đấy hôm nay cho anh ăn gì thế canh cá mà anh thích nhé sao thấy anh về có vẻ không vui anh mới là người không vui khi nhìn thấy em đấy thịnh cười ngạo nghễ lại suy nghĩ linh tinh anh cực kỳ nhớ em Nói xong Thịnh kéo eo của Hiền sát vào người của anh ta. Hiền khéo léo đẩy ra. Em đi rửa rau. Anh thay đồ đi còn ăn cơm nhé. Thịnh chụp cơm vợ nấu và dáng Hiền từ sau để đăng lên gia lô. Anh ta cố tình để cho Long nhìn thấy. Tối hôm đó về, hồ sơ về Hạnh được gửi tới máy của Hoàng. Anh ta đang ăn cơm bên nhà vợ. Mẹ vợ lên tiếng hỏi ngay. Mẹ tính hai vợ chồng cứ cuối tuần về với nhau lại không ổn đâu. Hay là để cây lệ chuyển qua bên đấy ở cùng với con. Con đi suốt mà mẹ, không có ở nhà mấy. Con chỉ sợ lệ buồn thôi, vì ở đây còn có mẹ vẫn hơn. Tất nhiên, nhưng mà xa nhau quá, mẹ lo tình cảm của các con nhạt đi. Đã yêu ai thì không bao giờ có chuyện nhạt thưa mẹ. Lệ nghe chồng nói câu đó thì lòng rất vui. Lên phòng cô ta ôm lấy Hoàng. Hay hôm nay anh ở đây nhé. Anh còn về Tập tài liệu sáng mai họp sớm Về dự án xây khách sạn Pi Tiến độ đang rất chậm Vậy cuối tuần anh về hai ngày được không? Ừ Vậy anh đi nhé Lệ vẫy tay tạm biệt chồng Rồi không quên hôn lên môi hoàng Thế nhưng vừa lên xe Anh ta lấy khăn và lau sạch môi Bỏ ai bát ra Xem văn báo cáo Nói đi, tao chưa kịp đọc Dạ cô Hạnh học rất ngoan bạn bè ở làng nói chẳng chơi bời cái gì Lên thành phố làm ở quán bar Làm thêm ban ngày Còn đi bán hàng ở chợ vải à Sau khi làm quán bar thì sao Thì làm ở bên chụp ảnh cưới Và làm bên siêu thị Sau đó mang bầu sinh con à Hồ sơ trước Mày đưa cho Vũ có phải không Dạ vâng Em có việc nên anh Vũ Thôi được rồi cúp máy đi Hoàng vội vàng lái xe về nhà Anh ta đi vội tới chỗ hạnh Thấy cô đang hát ru con và đặt con vào nôi, anh ta gọi cho cô giúp việc. Bảo Hạnh qua phòng tôi. Dạ vâng, thưa cậu. Hạnh lò dò đến trước cửa phòng Hoàng, anh ta mở cửa ra. Anh tìm tôi có chuyện gì? Vào trong này. Hạnh cứ phân vân không muốn vào phòng, Hoàng kéo mạnh tay cô, ôm cô vào trong lòng. Hạnh ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tôi phải đi về, nhỡ con dậy thì sao? con có bà Vú Vậy anh gọi tôi có việc gì Vừa nhìn Hoàng xong Anh tao ôm cổ của Hạnh Giữ chặt vào hôn lên môi cô Hạnh vội vàng đẩy ra và tát bốp vào mặt Hoàng Anh sai à Anh đừng đem tôi ra làm trò đùa của anh Hạnh quay đi và bật khóc Cô lấy tay gạt nước mắt Hoàng tóm cả người cô Rồi ôm cô về phía của hắn Anh không đùa Anh chưa bao giờ đùa với em nói xong hoàng bế hạnh lên cô nhớ lời chị dặn nên dãy rủa không đồng ý không được anh không được ném cô vào giường hoàng cười bỏ chiếc áo phông cơ thể đô con kèm theo nhiều hình xăm khắp người hạnh vội vàng lùi lại phía sau lại đây anh ôm một chút hôm nay anh làm sao thế à ngoài kia có bao nhiêu người muốn ôm anh nhưng không được đấy nói xong hoàng ôm chầm lấy hạnh cơ thể của cô nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của Hoàng. Tôi ngày xưa không đồng ý, và bây giờ vẫn vậy. Anh đừng có ép tôi. Anh không ép em. Vậy thì tôi đi về. Hoàng quyết định không buông. Hạnh nhìn lên môi của Hoàng, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đầy quyết liệt, sống mũi cao tắp. Tôi thực sự không muốn. Em không thể nào thoát khỏi bàn tay của tôi. Tôi thích ai, tôi sẽ theo người đó đến chết. Bám lấy như một oan hồn. Nói đến đây Hoàng hôn lên môi của Hạnh Cứ như vậy hôn liên tục Khiến cho cô không thể nào nói thêm lời nào nữa Tôi vừa mới sinh con xong Cần phải kiêng Hoàng bật cười lớn Sáu tháng rồi Còn kiêng cái gì chứ Tôi phải kiểm tra mới được Không phải kiểm tra Không được cơ mà Vậy tôi đưa em ra ngoài Vậy tốt quá Nhưng mà ra đâu chứ Ra ngoài kia chúng ta trở thành người xa lạ và cắt đứt liên lạc với nhau vậy còn con tôi tất nhiên là anh nuôi con Rảnh giang em có thể đến thăm con một tháng một lần anh còn ở đây giống như em nói làm trâu làm ngựa gì cho tôi em cũng làm đó là lời em hứa với tôi hoàng đề hạnh xuống giường anh ta hôn cô một nụ hôn vô cùng ngọt ngào anh ta dùng tay vuốt tóc của cô em rất đẹp vẫn đẹp như năm xưa. Nghe Hoàng nói như vậy, Hạnh đỏ bừng mặt. Đúng lúc này đột nhiên, cô giúp việc gọi. Cậu Hoàng, cô lệ tới. Hoàng giật mình, khi nửa đêm, vợ đến và tìm mình. Hoàng vội vàng đứng dậy mặc đồ. Anh ta nói với Hạnh. Đi về phòng em đi. Là về phòng sao? Tại sành chính, người làm đang mời trà nước lệ. Lệ có vẻ không vui. Đây đúng là nhà của tôi. Tôi có quyền vào bên trong chứ. Sao lại tiếp đón tôi như khách thế này? Dạ, cậu Hoàng sẽ ra ngay bây giờ đi ạ. À? Hoàng đi ra. Anh ta có vẻ không vui. Nửa đêm, em đến đây có chuyện gì? Chú Đạo bị ngất. Em vừa qua viện thăm, nên tiện đi qua đây. Anh này, em tới đây lại bị coi là khách sao? Anh không có ở nhà, nên mấy người này họ không biết em. Họ thừa biết em là vợ anh cơ mà anh có quy tắc riêng của mình bất cứ khi nào ai tới đây người làm phải báo cáo cho anh kể cả người đó là em sao phải dù có là ai đi nữa em hiểu rồi họa ra anh luôn có em là người ngoài lệ quay đi giận dỗi cô giúp việc liền nói ngay cậu làm như vậy không được dù sao cô ấy cũng là vợ của cậu cậu nên đối xử khéo léo hơn một chút việc của tôi bây giờ chị còn dám tham gia sao vì còn cô Hạnh nữa Cậu hãy nghĩ đến điều đó đi ạ à? Cô giúp việc lâu năm vốn là người dân tộc Cô rất thật thà và chăm chỉ Và rất hiểu ý của Hoàng Lệ trên đường về Lòng cô ta đầy ấm ức Khi Hoàng không đuổi theo Tại nhà của Thịnh Hiện đang ngồi làm giao án Thì thấy điện thoại của Thịnh tin nhắn liên tục Tiếng tin nhắn làm cho Hiền khó chịu Cô đứng dậy định cầm điện thoại của Thịnh tắt đi Thì anh ta vội vàng cầm lấy Thái độ của Hiền đầy nghi ngờ. À, dự án gọi cho anh ấy mà. Vậy sao? Nửa đêm rồi mà còn gọi nhiều như vậy sao? Ừ, họ hối thúc nên đưa ra phương án họp mới ấy mà. Thịnh ra ngoài ban công và gọi điện. Cô bị điên à? Gọi cái gì mà gọi lắm thế? Huyền bên kia lên tiếng. Em nhớ anh thôi, Sợ em đang ở một mình rất cô đơn trong một chiếc váy sen đỏ anh liệu có thể nào đến đây và xé toạc nó ra được không? Cúp máy. Hiền gửi ảnh cô ta không mặc gì đến cho Thịnh, khiến cho anh ta thèm thuồng, ngay lập tức anh ta ra nói với vợ. Anh về qua nhà anh, cùng cơ quan để làm việc, nếu muộn quá, anh ngủ luôn bên đó. Vâng. Thịnh đi xuống mà không ngờ Hiền lại đi theo, tới một căn nhà hai tầng, Huyền đi ra mở cửa và ôm chầm lấy Thịnh. Anh ta vội vã sóng xe vào trong nhà Qua cánh cửa họ ôm nhau thắm thiết Hiền như chết lặng Cô lặng lẽ lái xe máy đi về Vừa đi vừa khóc Nước mắt trực trào Lúc này đột nhiên Long nhắn tin Mai anh bay rồi Anh sẽ tạm rời xa nơi này một thời gian Em ở lại gìn giữ sức khỏe nhé Anh đi đâu chứ Hiền vội vàng gọi lại Giọng của cô miếu máu Sao thế em khóc đi à anh vào đà nẵng bố anh đang mở thêm khách sạn trong đó nên cần anh vào hỗ trợ em mệt lắm sao thế em đang ở đâu nói anh nghe anh làm ơn đến đây có được không long nghe tiếng của cô khóc long lập tức chạy đến chỗ cô tại gốc cây to giữa ngã tư đường long vừa lái xe tới hiền lập tức ôm chầm lấy long em muốn sống bên anh làm cách nào đó đưa em đi có được không Ngày hôm sau vừa ra đến cổng Hạnh chạm mặt Hoàng Cô định gọi nhưng anh ta lạnh nhạt quay đi Hạnh lầm bầm trong miệng Tên điên này Hôm qua gọi mình tới giảm sỡ xong Bây giờ lại tỏ vẻ giận dỗi mình Hoàng trở về phòng làm việc Anh ta ném tập hồ sơ vào mặt của Vũ Mày muốn gì? Tao chẳng muốn gì Tao chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho mày Nói chẳng nhẽ Hơn tình bạn của tao và mày suốt bao nhiêu năm qua sao? mày từ khi nào lại thích đổi trắng thay đen chứ? Ngay từ đầu tao thấy nó suýt nữa làm hại chết mày, hết lần này đến lần khác, mày vì nó hủy hoại đi bản thân mày, liệu có đáng không à? Đáng chứ, tao thích cô ấy, cho dù phải làm bất cứ điều gì, tao phải có cô ấy cho bằng được. mày bị bỏ bùa rồi đấy, <laughs> tao hy vọng cô ấy bỏ bùa tao, tao còn mong điều đó là đằng khác. Sợ cô ấy đã là mẹ của con tao tình cảm đấy càng thêm nhiều. Không ai có thể thay thế đâu Vũ à. Nhưng mày dính tới đàn bà, mày sẽ đi xuống. Mày quên mục tiêu lớn của mày rồi sao? Tao định từ bỏ. Tao muốn ở bên gia đình nhỏ của tao. Vũ tức giận rời đi. Hoàng thờ dài nhìn qua u cửa sổ. Anh ta thấy Hạnh đang ôm con du con ngủ. Anh ta nói nhỏ. Chỉ cần được thấy điều này mỗi ngày, anh nguyện làm tất cả Cô bạn đều của Hạnh gọi ngay Hạnh ơi mày cứu tao Sao đấy Ly Tao bị thằng người yêu đều Nó lửa tao ra biển Bắt tao làm gái ở biển Nam Định Mày qua cứu tao có được không Cứ có người nhà tới Là nó tha cho tao Có nhiều tiền không Để tao báo công an Thôi rồi Bọn nó thu hẳn đấy 20 triệu thôi Xong rồi tao về Nhà ông bà già tao lấy Tao trả cho mày nhá Bây giờ tao không dám gọi về Mày cứu tao với Vậy thì mày gửi địa chỉ đi Để tao tính Nhanh lên không chúng nó đập tao chết Tao sợ lắm Được rồi được rồi bình tĩnh Hạnh nghĩ mãi rồi quyết định Đi vay tiền hoàng Cô gión rén mở cửa Vào đi có chuyện gì Anh cho tôi vay 20 triệu có được không Vừa nói xong Hoàng mở ngăn kéo Đưa cho Hạnh một cọc tiền Và không cần hỏi cô làm gì Cô cầm lấy đi anh không hỏi tôi cần tiền để làm gì sao? Cô hỏi tôi tức là có chuyện Đối với tôi tiền không quan trọng Quan trọng là cô thích À vậy tôi cần đi ăn cũ bạn thân ở Nam Định Tôi đi chiều về có được không? Tôi bảo lái xe đưa cô đi Không cần đâu À tôi lâu lắm mới gặp lại bạn Có xe đưa đón không tiện đâu Vậy cô đi sớm về sớm Ừ tôi sẽ về sớm Hạnh cười rất tươi rồi cầm tiền rời đi ở bãi biển lúc này Bạn của Vũ đưa cho Ly một cọc tiền Xử lý em đẹp Cứ bán nó vào đây Tôi sợ bị bắt lắm Tôi lo cho cô Còn việc của cô là lừa Hạnh và cầm tiền Mọi thứ còn lại tôi lo Hạnh cầm tiền đi cứu bạn mà không hay biết Bản thân của mình sắp rơi vào bẫy Trong tiếng mưa rơi giả dích bên ngoài Hiền ngồi trong lòng của Long Đôi tay cô run rẩy. Long khẽ đưa cho Hiền chiếc khăn và một chiếc áo sơ mi em thay ra đi cho đỡ lạnh em không muốn sống với anh ta nữa anh ta là thằng khốn nạn chẳng phải vì yêu chồng nên em mới quay lại hay sao anh nghĩ như vậy sao em hết yêu hắn từ lâu rồi có lý do gì em quay lại có phải lý do nó rút đơn rồi sau đó nó bắt em phải nghe theo không hiền à nói cho anh nghe đúng vậy hắn ép em phải quay lại nếu không cho anh ngồi tù Em không muốn vì em Em điên rồi Việc anh làm thì anh chịu chứ Lý do là từ em mà ra Tất cả là từ em Nên em phải có trách nhiệm Lòng nghe xong ôm chầm lấy Hiền Anh luôn ở đây chờ em Anh yêu em Hiền à Nói xong Thì Long ôm Hiền Anh ta hôn cô Vội vàng cười bỏ cúc áo của cô Cả hai quấn lấy nhau bước vào trong phòng ngủ Hiền đột nhiên khựng lại. Em không còn xứng với anh. Chuyện đó bây giờ không còn quan trọng. Anh không quan trọng thể xác. Thứ anh cần là tâm hồn của em. Em hiểu chứ? Hạnh đi xe khách xuống đến Nam Định. Tới điểm hẹn là bãi tắm quất lâm. Cô lần mò tới địa chỉ. Sau đó bước vào. Tôi tới đây chuộc người. Hạnh vừa bước vào. Làn da trắng vóc dáng đẹp của cô. Khiến bừng sáng. Lấn át hẳn các cô gái khác đang ngồi chờ khách ở đây mấy tên bảo kê ở đó nhìn hạnh có vẻ thèm thuồng bà chủ bước ra đón đà cứ ngồi đây uống nước chị đưa người tới chị già cho em đảm bảo bạn tôi vẫn khỏe mạnh chứ khỏe lắm đợi một chút nhá hạnh ngồi đó cùng với các cô gái lão khách ở đó nhìn cô thèm thuồng nhưng bà chủ liền xua tay ôi rào hàng mới giá cao lắm anh ạ à. cao là bao nhiêu mày chê tao không có tiền à năm triệu mới về còn ngon lắm hạnh nghe xong đứng dậy tôi chờ quá lâu rồi bạn của tôi đâu bạn nào chả có bạn nào ở đây cả bà chủ đổi giọng có vẻ lật mặt chắc là tôi đến nhầm nơi hạnh nói xong quay ra cửa đúng lúc tên bảo kê chặn cô lại em yêu đi đâu ở đây anh chăm sóc cho em một người đi xe ôm tới cổng nhà hoàng và đưa cho bảo vệ một tờ giấy. Gửi tờ giấy này cho người tên Hoàng giúp tôi. Ai gửi đến? Tôi không biết. Người ta thuê tôi mang đến, gửi bảo gấp, gửi cho người tên Hoàng. Hoàng đang bế con, cầm lắc lắc dơ lên chơi cùng với gấu. Thằng bé cười khúc khích, Hoàng thơm lên má của con. Người làm đi tới nói luôn. Cậu Hoàng, có người gửi tờ giấy này cho cậu. Hoàng mở ra xem. Anh ta thay đổi sắc mặt, gọi quản lý văn. Chuẩn bị xe xuống Nam Định. Vâng, thưa cậu. Trên đường cao tốc, xe lao vun vút bất chấp tốc độ, công an ở trạm soát vé, định ra bắt thì nhận được cuộc gọi riêng, ba xe có biển kiểm soát kia cho chạy vượt tốc độ. Người công an giao thông liền hỏi đội trưởng ngay. Xe của ai mà kinh khủng thế sếp? Chắc là quen biết với sếp tổng, trên đấy báo dọc tuyến này, không được bắt xe kia. Tận trên tổng á nhìn đi ba xe toàn chục tỷ thế kia đủ biết là người nhiều tiền hoàng ngồi trên xe nắm chặt tờ giấy bên trong có ghi hạnh bị bán làm gái mại dâm tại địa chỉ này ngay lập tức điện thoại của hạnh được định vị đúng vào địa điểm ở trên văn vô cùng lo lắng kẻ nào lại cả gan muốn bán cô ấy chứ hoàng lầm lì không nói gì anh ta chỉnh gọng kính nhìn ra ngoài cửa sổ xe Hạnh lúc này ngồi đối diện với mụ chủ. Mụ ta đang cố gắng thuyết phục Hạnh làm cho bà ta. Em cứ làm cho chị đi. Chị không bao giờ để cho em thiệt. Bà bị điên à? Tôi không có nhu cầu làm với bà. Bà nói hai tiếng rồi đấy. Tôi tới đây để chuộc người, không phải đến đây xin việc. Mày đúng là thân lừa ưa nặng. Bà ta tát bốp vào mặt của Hạnh. Từ sau một đứa con gái giật ngừa tóc của Hạnh ra sau. Có tí sắc thì làm cái gì chứ, để tao dạy mày, để mày nhớ cả cuộc đời này." Cô ta kéo tóc của Hạnh, Hạnh lại tóm lại tóc của cô ta. "Mày bắt nạt được ai chứ bắt nạt tao thì mày nhầm to rồi." Cả hai lao vào cấu xé nhau. Xe của Hoàng tới địa điểm, anh ta chỉ mang mác một doanh nhân nhưng thực sự anh ta là xã hội đen. Vừa bước chân xuống điểm, mấy tên bảo kê bị người của Hoàng cắt cổ tại chỗ. Anh ta bước vào trong cây lán, thấy Hạnh và một cô gái đang đánh nhau mụ chủ đon đà vị khách này là hoàng không thèm nhìn bà ta lấy một lần hoàng tóm hạnh ngược lại hạnh với tay cào cấu bên kia còn khốn mày nghĩ mày bắt nạt được tao sao tao không sợ mày hoàng lên tiếng phải rồi đúng là cô không biết sợ ai hạnh quay lại thấy hoàng cô ôm chầm lấy hoàng ơn trời anh đây rồi mụ chủ vẫy mấy tên trong nhà bước ra Bọn chúng vừa thay nhau hiếp một cô gái mới đến. Thế nhưng khi thấy ở phía sau, hoàn toàn là những người to con, mặc áo đen xăm trổ đầy mình, đang đứng sẵn sàng giống như chờ lệnh. Mụ chủ cùng với mấy tên kia liền sợ hãi và lùi lại phía sau. Cô gái bên trong, hồ cứu, hạnh vội vàng vẫy tay. Đi đi, nhanh đi, bạn tôi đâu? Không có bạn nào ở đây, chỉ có người đến đây, bảo tí nữa có một cô gái đến xin việc, cứ giữ lại thuyết phục cô làm gái. Chúng tôi cần người chứ chúng tôi không giữ người." Hạnh lúc này gay gắt, "Các người kiếm tiền trên thân xác của phụ nữ có hãnh diện không? Kể cả ngay khi họ cần việc đi chăng nữa thì hãy hướng họ đến nghề lao động tay chân hơn là đi làm công việc này chứ." "Đi thôi." Hạnh tóm lấy tay của Hoàng rời đi trong sự ngỡ ngàng của anh ta, tính khí của Hạnh rất mạnh mẽ, cô liền hỏi Hoàng, "Mấy người này anh thuê à? Tốn kém quá rồi đấy." Ngồi trên xe Hoàng không nói bất cứ câu gì Anh giận tôi đi à Tí nữa chúng ta nói chuyện riêng Nói chuyện trên giường Là sao tôi không hiểu Hoàng không nói gì thêm Xe tiến về khách sạn Lớn và đẹp nhất trên bờ biển này Suốt cả quãng đường Hạnh không thể nào liên lạc được với Ly Cô bạn đã lừa dối cô Thế nhưng với tấm lòng tốt bụng Hạnh lại đang lo sợ Ly bị bán đi đâu đó anh hỏi hộ tôi xem còn cô gái nào đó, hoặc là có cô gái nào Tiên Ly bị bán đi không? Không có. Anh hỏi giúp tôi với, bạn tôi bảo bị chủ quán này bắt đi. Nếu thực sự có người đến chuộc bọn nó thì bọn nó chỉ cần tiền, giữ bạn cô làm gì? Vậy bạn của tôi đang ở đâu chứ? Hoàng thở dài quay sang dí ngón tay vào trán của Hạnh. Cô động não đi. Xe tới khách sạn, Hạnh chợt nhớ tới lời của chị gái không được để cậu ta động vào người khi chưa biết gì về cậu ta không rõ ràng em hiểu không cô vội xuống xe xong lại đứng lặng yên hoàng nói chuyện với quản lý văn cùng với vệ sĩ rời đi anh ta quay lại thấy hạnh cứ đứng lì ở đó còn đứng đây làm gì nhưng anh vào đây làm gì chứ bởi vì cô mà ngày nghỉ của tôi chưa được ngủ đấy vậy anh lên ngủ đi tôi chờ dưới này được rồi hoàng tức giận đi thẳng lên trên bỏ mặc kệ hạnh đứng bên dưới. Hiền lên trên lớp giảng dạy, cô dáng dỡ vui vẻ trở lại, chị làm cùng lại chiêu cô. Hiền này, hôm nay thấy vui vẻ khác hẳn với ngày thường, có gì vui kể cho chị nghe. Có chút chị ạ. À? Lòng nhắn tin cho Hiền. Ngày mới vui vẻ nhé. Hiền cầm điện thoại đọc dòng tin nhắn, lòng của cô lại vui vẻ trở lại. Tàn làm cô đi bộ về nhà Trên đường đi thấy Thịnh đang ngồi trong xe ô tô nói chuyện vui vẻ. Cô mặc kệ. Cho tới khi bước vào thang máy, hai vợ chồng chạm mặt nhau. Khi Thịnh đang nói. Đêm nay anh sợ không đi được tiếp. Đúng lúc thang máy mở ra và Hiền đã nghe được câu này, Thịnh liền cúp máy. Hiền đi à, hôm nay tan làm sớm thế. Dạ vâng, đêm qua anh làm việc có hiệu quả không? Tất nhiên là hiệu quả rồi. Có khi đêm nay anh phải đến đó hoàn thành nốt. Em đang bảo cuối tuần Nên em về với mẹ Ừ, em cứ về đi Hiền nhìn mặt thịnh Khi anh ta sẵn sàng cho cô đi dễ dàng như vậy Đợt này anh dễ tính đến khó hiểu Anh không muốn căng thẳng Anh đang thoải mái vì em Bởi vì em, anh sẽ làm tất cả Chỉ cần em vui Mẹ anh gọi cho em Nói rằng muốn anh về qua nhà thăm con Mẹ bỏ đi Giờ bố không ở nhà thì anh nên thi thoảng về thăm thằng bé chứ. Bà ấy thích cháu, nên cứ kệ cho bà ấy ôm. Anh nói ngay từ đầu rồi, nhưng bà ấy vẫn cố gắng giữ lại. Anh mặc kệ. Anh nói vậy không được. Anh chịu trách nhiệm về những gì anh làm thì hơn. Vậy em có chịu trách nhiệm về những gì em làm không? Câu hỏi hơi bất chợt của Thịnh khiến cho Hiền khượng lại, nhưng cô nhanh trí đáp ngay. Em sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm với những gì em làm. Ừ, anh chỉ hỏi vậy thôi. Hoàng bước ra từ phòng tắm. Trong phòng lúc này bởi vì quá tức giận Hạnh, tắm xong anh ta mở điện thoại chán chê, xem hai tiếng đồng hồ, vậy mà Hạnh nhất quyết không chịu lên. Anh ta ấn, gọi lễ tân. Cô gái mặc áo đen quần jean xanh, còn ở dưới đó không? Dạ còn, cô ấy đang ngủ trên ghế thưa anh. Hoàng cúp máy, anh ta đi xuống, đi lại gần chỗ Hạnh, thấy cô đang ngủ gật cù, Hoàng bế sóc cô lên Hạnh còn đang ngáy ngủ Cô mở mắt Này anh làm gì thế Bỏ tôi ra Tôi và cô còn cái gì mà ngại ngùng chứ Tất nhiên là có Thằng máy mở ra Hoàng vội vàng bế vào Bế cô về phòng Anh ta đóng sầm cánh cửa phòng Cô có con với tôi rồi Cái ngại ở đây là quan hệ thể xác Hay là cô ngại điều gì Tất nhiên là chuyện đấy Tôi không thích anh không thích sao? Đúng, tôi không thích ngày đó. Là do anh ép tôi, anh đừng quên. Câu nói như xét đánh bên tai Hoàng. Anh ta thay đổi nét mặt, vẻ mặt sát khí của anh ta hiện rõ. Được, nếu nói như vậy, tôi không nên giữ cô bên cạnh. Chúng ta từ nay đừng gặp lại nhau nữa. Nói xong Hoàng đi vào thay đồ. Hạnh cứ thấy lấn cấn, có vẻ như cô đã động đến lòng tự trọng của Hoàng. Cô mon men lại gần, anh giận tôi đi à?" Hoàng không trả lời mà đang mặc áo sơ mi, sau đó cài cúc áo. "Anh giận tôi thật sao? Tôi xin lỗi, nếu như tôi nói gì sai. Anh đừng nói câu là đừng gặp lại nữa. Tôi" Hoàng bước ra ngoài trong bộ vest đen, anh ta bước ra ngoài, Hạnh vội vàng chạy theo. "Anh nói gì đi chứ?" Cả chặng đường về Hoàng không nói câu nào, về tới nhà anh ta lập tức ra lệnh. Cô đi khỏi đây ngay lập tức, kể cả con tôi, sẽ đi tìm mẹ mới cho nó. Anh... Cô không thích. Vậy thì để tôi tìm kiếm người mà tôi thích, còn cô thì cút đi, cút khỏi mắt của tôi. Cô giúp việc nghe xong, liền kéo tay của Hạnh. Cháu nói không thích cậu ấy à? Vâng, cháu... Rồi ạ, à, sao cháu nói thế? Đàn bà quanh cậu Hoàng nhiều thế nào cháu biết không? Cậu ấy đi vội vàng đón cháu như vậy mà cháu nói như vậy làm sao mà không buồn được khéo còn tổn thương ấy chứ cháu lúc ấy sợ anh ta động vào nên có con với nhau rồi còn sợ động vào nhau thế cháu không muốn cu gấu có cả bố cả mẹ à cháu muốn nhưng mà cháu muốn ra khỏi đây không gặp con nữa thì cháu cứ đi đi nghe cô đi tắm xong mặc bộ ngủ này vào đi đi anh ta đang tức cháu cháu sợ anh ta mắng đàn ông chỉ cần ngọt ngào thôi là xuôi hết hạnh đi tắm gội cô suy nghĩ mãi rồi nhìn con trai mặc bộ váy ngủ mà cô giúp việc đưa cho cô bên ngoài khoác một bộ áo choàng hạnh đi tới phòng hoàng sau đó gọi cửa tôi vào có được không hoàng mở cửa ra định quát nhưng thấy ánh mắt của hạnh ấp úng và cô đang mặc áo choàng ngủ anh ta lại thôi cô đi đi tôi vào bên trong được không ở ngoài này nóng lắm đêm nay tôi có vừa đang định nói có một cô gái chân dài tới thì hạnh lại lùi lại phía sau tôi hiểu rồi tôi về đây hoàng thấy hạnh đi anh ta khựng người nhưng còn công việc cô gái kia bước vào cô ta là sát thủ đắc lực của hoàng hạnh quay lại thấy cánh cửa đóng cô đỏ đôi mắt rồi tự nhủ sao phải buồn chứ anh ta làm gì mặc kệ sao mày phải buồn Nói vậy thôi, nhưng mà nước mắt cô vẫn rơi xuống. Hoàng bên trong căn phòng, gay gắt nói với cô gái. Cô làm hỏng việc rồi đấy Linda. Em xin nhận mọi trách nhiệm thưa sếp. Hắn nhảy xuống biển, nên em bất cần. Tìm mọi cách, phải đưa ra được nó, trước khi nó đưa được manh mối cho thằng chọc. Tôi sẽ chuộc lỗi, xin sếp cứ tin ở tôi thêm một lần nữa. Tốt, đi ra ngoài đi. Hoàng nghĩ tới chuyện hạnh tươi đây khi nãy Lại còn mặc áo choàng ngủ Anh ta vội vàng đứng dậy Hạnh ngồi ở vườn hoa thấy cô gái kia đi ra Cô thầm nghĩ Cô ta đã xong rồi sao Không đúng Trông cô ta vẫn chỉn chu Cô ta là ai chứ Đột nhiên giọng của Hoàng lên tiếng Tôi không nhanh đến như vậy đâu Tôi Khi nãy cô muốn nói gì với tôi Hoàng chờ đợi mãi nhưng Hạnh không dặn ra được một câu mà anh ta đang muốn nghe. À tôi... tôi định rủ anh ra ngoài này ngắm trăng ấy mà. Hạnh nói xong nhìn lên trời có vẻ ngại ngùng. Hoàng tóm lấy eo của cô, xiết lại gần anh. Anh ta cúi xuống, hai mắt nhìn nhau. Hạnh quay mặt đi, còn Hoàng thì xoay mặt của cô lại. Cô thích ngắm kiểu nào, tôi cũng chấp nhận. Hoàng hôn lên môi của Hạnh, nụ hôn ngọt ngào giữa đêm hè vừa bế hạnh thì quản lý văn gọi cho anh có chuyện gì gấp sao vâng có chuyện phải đi ngay à hoàng thả hạnh xuống cô chạy một mạch vì ngại ngùng hoàng lầm bầm trong miệng mày có bị ý không hả văn em xin lỗi có việc gấp ở dưới càng hải phòng trên đường đi hoàng nhắn tin cho hạnh đêm nay không được ngủ tôi phải giải quyết sớm để về sớm Hành đọc xong tin nhắn thì phì cười. Thịnh nói dối vợ để đi cùng với nhân tình. Nằm bên cạnh Huyền, anh ta trầm ngâm suy nghĩ. Anh đang nghĩ gì mà suy tư thế? Vợ anh có vẻ, cô ấy đã đoán được điều gì đó. Anh nghĩ như vậy. Anh nghĩ quá xa rồi đấy. Cô ta mà biết cái gì? Nếu mà biết đi, chả làm ầm lên rồi. Hiền không phải là người nóng tính. Cứ lầm lì giống như tàu điện. Nhưng như vậy mới đáng sợ anh định khi nào anh bỏ cô ta em nghĩ gì thế anh có thể quan hệ với em nhưng bỏ vợ anh không bao giờ vì sao bởi vì anh còn yêu vợ em chỉ là cơn gió thoảng quá vui vẻ thôi hiểu chứ rồi cô ta có yêu anh không hay đang ngoại tình tư tưởng cô ấy không phải là em đừng có áp đặt suy nghĩ của em lên vợ anh nói xong huyền leo lên người của thịnh Vợ anh không làm anh vui được như em đâu Bên kia nhà Long Hiền ngồi trong vòng tay của Long Bên ngoài sóng biển dì rào Hiền đi Đà Nẵng với Long Nhưng nói dối là về với mẹ Anh đã sắp xếp ổn rồi Đơn ngày mai được gửi đi Bằng chứng hắn ngoại tình đã rõ ràng Vậy còn em Em có được coi là đang ngoại tình không? Không hề Chúng ta yêu nhau Và cần được ở bên nhau Còn hắn, đã cho cơ hội Nhưng mà do hắn tự phá vỡ Em không còn yêu hắn Là nó ép em, hiểu chứ Thôi, bỏ qua đi anh à Giờ em chỉ muốn chúng ta tập trung Vào cảm xúc của hai đứa mình Chỉ vậy thôi Em không cần gì hơn nữa Chỉ cần được ở bên cạnh anh Long ôm lấy cổ Hiền Dùng bờ môi của anh ta chiếm trọn đầu lưỡi của cô Hiền cúi xuống Hôn lên vùng bụng của Long Cả hai quẹn theo tiếng sóng biển dì dầm tại nhà vợ của hoàng lệ buồn bã nhìn điện thoại hoàng không gọi cho cô ta lấy một cuộc kể từ sau cái ngày cô ta rời đi tại nhà của hoàng rốt cuộc thì anh xem em là gì chứ anh coi trọng tất cả mọi thứ trừ em sao vừa nói xong điện thoại của cô reo lên là hoàng gọi anh ta nói khẽ em ngủ chưa em chưa có chuyện gì mà anh gọi cho em muộn thế lô hàng mà anh trai quý báu của em nhập có hàng cấm hải quan đang giữ anh đang phải xuống hải phòng để giải quyết vậy bây giờ phải làm sao hả anh liệu cơm mà gắp mắm thôi em bảo bố luôn để bố gọi điện nhờ cục xem sao vâng vậy còn gì nữa không thôi anh đi làm việc nhé hoàng cúp máy lệ nhắm mắt và cố giữ khoảng cách thái độ của hoàng lúc yêu và cưới hoàn toàn khác nhau điều này làm cho cô ta cảm thấy khó chịu Ngày hôm sau Hạnh ở nhà và cứ nghĩ mãi về cô bạn tên Ly. Bà đến bây giờ không thể nào liên lạc được. Đến khi cô thấy Ly online Zalo 2 giờ trước, cô giật mình nhắn vào thì thấy Ly đang đọc tin nhắn. Gọi lại cho bạn nhé, tao lo cho mày. Thịnh gọi điện cho mẹ vợ. Vợ con đâu mẹ, con không gọi được cho cô ấy. Nó đang sang nhà thím chơi, chắc là hết pin. Để tí mẹ bảo nó gọi lại cho dạ vâng mẹ bảo gọi lại cho con có chút việc mẹ hiền gọi cho cô liên tục nhưng không được bà rất giỏi trong việc lựa khéo nói thực ra con gái không ở đây bà vội vàng gọi cho hạnh này con có biết chị đang ở đâu không chị ấy ở nhà mẹ gọi xem sao mẹ gọi không được mới hỏi con có việc gì thế mẹ thằng thịnh nó hỏi con hiền có đây không nó có về quê đâu mẹ biết ngay nó nói về quê nên bây giờ bảo nó gọi ngay cho chồng nó kẻo thằng chồng nó lo vâng vâng để con tìm hạnh vội vàng nhấn gọi cho long anh ta nghe máy chị em có ở đấy không anh long có để anh gọi nhé hiền cầm máy vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên sao thế có chuyện gì anh thịnh gọi cho mẹ hỏi về chị đấy chị xem rõ ràng đi rồi hay là chị đi luôn với anh long đi ừ chị đang làm đơn Chị cứ dứt điểm đi Rồi đi với ai cũng được Chị gọi ngay cho anh ấy đi nhá Cứ kệ đi Chị ngang thật đấy Mẹ khó xử chứ ai Chị phải lo lắng Phải lo chăm cu gấu đi Đừng có lo cho chị Kìa chị Hiền Thịnh không nói không rằng Anh ta đứng ở cổng nhà Hiền ở quê Mẹ Hiền thấy Thịnh liền lo lắng Thịnh bước vào trong nhà Mẹ à vợ con đâu Con đến đón về À nó nó sang nhà thím Thím ngà mẹ, để con sang đón. Để mẹ, hay con cứ về đi. Xong mẹ còn đi có việc với nó. Con đưa đi cũng được, mất công về tận đây rồi. Cái này... Vợ con đâu mẹ? Thì nhận ra người mẹ đang lo lắng. Anh ta nhận ra chắc chắn Hiền không có mặt tại đây. Con này, mẹ sẽ nói với nó. Cô ấy không ở đây chứ gì. Vợ con đang ngoại tình và mẹ đang bao che cho cô ấy có phải không mẹ không bao che nhưng mẹ thực sự không biết nó ở đâu cô ấy nói cuối tuần muốn về với mẹ và con đã đồng ý có thể con bé đi đâu đó cho khuây khỏa thì sao mẹ hiền gọi cho hạnh bà quên không nghe máy bên kia hạnh nghe thấy hết mẹ đừng bao che cho con gái của mẹ con là đàn ông con sai con sửa rồi nhưng cô ta là đàn bà lại nói dối chồng để qua đêm bên ngoài Mẹ đã nghe cái câu con hư tại mẹ chưa? Con xin phép. Thịnh nói câu đó xong rồi quay đi. Mẹ hiền nghe câu đó, lòng bà đầy vẫn uất. Hạnh bên này nghe thấy mẹ bị nói như vậy. Cô bật khóc. Mẹ ơi, không phải lỗi của mẹ đâu. Mẹ đừng nghe anh ta nói linh tinh. Con nói với ca hiền. Mẹ thực sự đã không biết dạy nó. Kìa mẹ, không phải đâu mẹ. Mẹ không dạy được đứa nào giao hồn, đứa thì ngoại tình thì có con không có chồng Là lỗi của mẹ còn gì Chắc là mẹ ăn ở không ra gì Nên ông trời mới phạt đây Không Con đang ở cùng với bố gấu mà mẹ Con đang ở cùng với anh ấy Nếu vậy thì mẹ mừng cho con Nghỉ ngơi đi Mẹ Hạnh giọng rất buồn Bà cúp máy Hạnh thấy thương mẹ Vì con rể nói năng như vậy với mẹ Còn Thịnh anh ta đang ngồi ở nhà chờ hiền về Quần áo của cô anh ta đem ra ban công cho vào chậu và đốt hết. Cơn phẫn nộ trong lòng anh ta bây giờ mới bắt đầu. Hạnh tức giận vì chị gái hành xử quá kém, khiến cho mẹ bị con rể chút giận. Cô gọi cho Hiền nhưng không liên lạc được nữa. Sao mày có thai mà mày dám giấu tao? Mày cố tình để định bỏ con tao đi có phải không Hiền? Em không có. Mày không có. Mà xem hành động của mày đi. Đang nói lên tất cả rồi đấy thịnh lúc này rút thắt lưng ra anh ta tiến gần tới chỗ hiền và vung tay vụt không thương tiếc còn hiền lúc này cô ôm bụng và lo lắng cho đứa bé trong bụng của cô đó không phải là con của thịnh mà là con của long thế nhưng đó chỉ là một giấc mơ thôi hiền choàng tỉnh và thốt tim tim cô đập nhanh đến mức khiến cho cô sợ hãi long nắm chặt lấy tay cô em gặp ác mộng sao phải em mơ em có thai sau đó anh ta phát hiện và đánh em Lòng nghe xong ôm chặt lấy Hiền Đừng sợ có anh ở đây Không ai có thể làm hại em Anh hứa đấy Thịnh ở nhà nhận được cuộc gọi từ tòa án Báo có đơn ly hôn Và có bằng chứng anh ta ngoại tình Thịnh cúp máy rồi như phát điên Tao sẽ giết mày Hiền ơi là Hiền Hôm đó sau khi giải quyết việc xong Hoàng quay trở về Đúng lúc đó Lệ đang đứng sẵn ở cổng cô giơ chai rượu vang và nói ngay tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối chứ tối nay anh em hỏi rồi anh không còn lịch làm việc nào tối nay nữa anh hơi mệt nhậu với em không đến bến được đâu không sao chỉ cần ăn cơm tối cùng với anh là em vui rồi ngay lập tức cô giúp việc nói với hạnh cháu hôm nay ở trong phòng không được ra ngoài nhà có khách đấy dạ vâng có khách quý hả à cô ừ vậy cô đóng cửa nhé thấy gương mặt của cô giúp việc đầy lo lắng hạnh có vẻ ái ngại khi cánh cửa phòng đóng lại bên trong phòng của hoàng lệ ôm anh ta rồi hôn vào lưng của hoàng đầy vẻ quyến luyến hoàng xoay người lại người anh đang bẩn anh đi tắm đã hoàng đi vào nhà tắm lệ bên ngoài ngồi lên bàn làm việc của hoàng chiếc ghế xoay nhẹ cô ta khẽ chạm tay vào điều khiển trên màn hình chiếu đối diện lên một bức ảnh một cô gái đang mỉm cười khi nhìn một bông hoa lệ nhận ra đó là vườn hoa ở đây cô nhìn cô gái rồi lẩm bẩm trong miệng cô gái này mình gặp ở đâu rồi nhỉ trông rất quen lệ suy nghĩ rồi nhớ ra năm đó khi chụp ảnh cưới hoàng có nói chuyện và nói cô gái này là cháu của mình lệ thở phào nhẹ nhõm thế rồi cô chợt nhận ra nếu là cháu tại sao hoàng lại để ảnh trên màn hình Liệu có gì đó hiểu nhầm chăng? Hoàng vừa từ nhà tắm bước ra Lệ chỉ tay lên màn hình Cháu gái anh đúng không? Xin nhờ Đang dự thi cái gì hay sao? Mà thấy anh tài ảnh về thế này Đừng có tự tiện động vào đồ của anh Anh đang cáo sao? Có gì đâu mà phải cáo chứ Em xin lỗi Anh không muốn nói gì thì thôi Không sao Hoàng giật điều khiển rồi tắt màn hình đi Trong bữa tối Lệ dò hỏi đầy vẻ đa nghi. Cháu anh đi học hay là đi làm rồi? Đi làm rồi. Hôm nào anh gọi con bé đến đây chơi nhé. Em mời cơm. Để làm cái gì chứ? Cháu anh thì em muốn kết thân thôi. Sợ lại không cho em đi chơi cùng với cháu anh sao? Nói ít tuổi, không phù hợp với em. Em không cần phải hỏi dò anh. Anh biết, đầu em đang nghĩ gì? Trời đất ơi, em có nghĩ gì đâu. Em thực sự chỉ muốn kết thân thôi mà. Anh còn việc phải làm Ngày mai anh về bên đó Thật là ghét Không mời vợ ở lại qua đêm sao Anh còn rất nhiều việc cần phải làm Không sao Em ngủ ở kia một mình cũng được Chỉ cần ngủ trên chiếc giường anh hay ngủ Là em mãn nguyện lắm rồi Ánh mắt của Hoàng đầy vẻ khó xử Đêm hôm đó cu gấu ốm Thằng bé sốt quấy cả đêm Hạnh ôm con phờ vạc ngồi trong góc ghế Cô giúp việc dơ tay Đưa đây cô bé đỡ cho Thằng bé không nghe cô ạ à, Trao tay là lại khóc Mất công dỗ dành Cháu ngồi thế này được rồi Khổ thân Gấu ngoan để cho mẹ được nghỉ ngơi chứ Anh Hoàng đang ngủ à cô Cậu ấy bận làm việc cả đêm Để cô bảo gấu Bị ốm nhá Không cần đâu ạ à? Cháu chỉ hỏi vậy thôi Anh ấy còn nhiều việc cần làm Làm mẹ khổ thế đấy Đúng lúc này Hoàng mở cánh cửa ra anh ta thấy hạnh phờ phạc đang ngồi ôm con cô giúp việc nhanh nhầu nói ngay thằng bé đêm qua sốt quấy cả đêm nhõng nhẽo với mẹ chỉ mẹ bế mới được à ốm thế nào có cần đi viện không không cần đâu thằng bé mọc cái răng đang nứt lợi nên vậy đấy hạnh bế thằng bé tập tễnh đứng dậy đặt vào nôi chân của cô hôm qua bị trẹo nên bị sưng tấy hoàng xoa đầu của hạnh phòng tôi có rượu ngâm Xoa vết xương này là đỡ ngay Vậy bây giờ Qua đó lấy à Tôi cõng lên đi Hạnh với tay lên cổ Hoàng Anh ta cõng cô băng qua vườn cây trong nhà Hạnh bìm cười trên lưng của Hoàng Cô cảm giác rất bình yên Cả hai tuy không nói gì Nhưng đều cảm nhận được trái tim đang hướng về đối phương Hoàng cũng mỉm cười khi cõng cô trên lưng Thịnh tới tận trường của Hiền Để dò la thông tin về cô Nhưng nơi đó nói rằng Cô nộp đơn xin nghỉ việc từ lâu Thịnh điền tiết Anh to mò về tận quê của Hiền Nhà mẹ Hiền Lần này anh ta nói mất dậy Với mẹ của Hiền Bà bảo con đĩ ấy Nếu như không gặp tôi Thì tôi gặp nó ở đâu Tôi giết nó Tôi thấy con gái tôi quyết định bỏ cậu là đúng đắn Cậu ngoại tình có con với người khác Nhiều thứ cộng lại như vậy Mà cậu còn muốn con gái tôi ở bên cạnh cậu Hầu hạ phục vụ cậu sao Cậu coi thường tôi không sao và tôi cũng không cần đứa con rể như cậu. Được lắm. Bà dạy con làm đĩ. Chứ không muốn dạy con là một người đàn bà công dung ngôn hạnh có phải không? Thế kỷ bao nhiêu rồi mà cậu còn muốn như vậy? Cậu có thể đi tìm người khác. Còn tôi lấy cậu quả thực là quá bất hạnh rồi. Thịnh đứng dậy, anh ta giao cốp xe, lấy can xăng và đổ quanh sân nhà của Hiền. Cậu làm cái gì thế này? Thịnh khóa cửa và nhốt bà trong nhà, Tôi đang giúp bà sớm đoàn tụ với chồng bà. Chỉ có bà chết, nó mới xuất hiện thôi. Thịnh hô thuốc rồi anh ta ném tàn vào trong sân. Lửa bùng lên, mẹ hiền hét lớn, thảm thiết. Còn Thịnh thì ngang nhiên phóng xe đi. Hoàng cõng hạnh vào trong giường. Hiền vẫn đang trong vòng tay của Long. Họ cùng nhau đi đến các khu nghỉ dưỡng về phía Tây Bắc. Cuốn lấy nhau, mặc cho mọi thứ đang hỗn độn phía sau. Hoàng cũng ngạc nhiên khi thấy chiếc áo lót đang ở trên giường hạnh đứng bật dậy chân của cô vẫn đang đi tập tễnh tôi sẽ nhờ cô giúp việc đến lấy sau tùy cô hạnh tập tễnh bước ra khỏi cửa hoàng nhìn chiếc ao lót anh ta nắm chặt tay biết là của lệ để lại đêm qua thế nhưng anh ta vẫn cố tình bình tĩnh tại nhà của lệ cô ta cứ nhìn điện thoại và chờ cuộc gọi của hoàng bà vú bên đó hỏi lệ cô cứ nhìn điện thoại không ăn đồ lại nguội hết đỉa Cháu đang chờ chồng cháu gọi. Có việc gì gấp sao? Sao cô không chủ động gọi cho cậu ấy? Hôm nay nếu anh ấy gọi, chắc chắn là có vấn đề. Còn nếu anh ấy không gọi, thì chuyện mà cháu nghĩ chắc chắn không thể nào xảy ra. Cháu đã nghĩ quá xa. Cậu ấy có bồ sao? Nếu chỉ là gái qua đường, chắc chắn cháu không bận tâm. Nhưng nếu có gái đưa về phòng, thì lại là chuyện khác của. Hạnh vừa về đến cửa, thì thấy thím gọi cho hạnh cháu đang ở đâu về ngay mẹ cháu bị thương nhà bị cháy rồi vâng vâng cháu về ngay hạnh ngay lập tức lấy vội vài bộ quần áo cho vào ba lô cháu phải về nhà mẹ cháu đang bị thương để cô bảo với cậu hoàng không cần đâu ạ à, cháu tự đi được rồi phải bảo chứ dạ thôi cháu vắt sữa đủ hai ngày rồi có cái gì cô cho gấu uống thêm sữa ngoài giúp cháu nhé thôi được rồi đi đi cô lo được thế nhưng hạnh rời đi ngay lập tức cô giúp việc báo cho hoàng hạnh ra biến xe buýt gọi cho chị gái mãi chẳng được cô đỏ đôi mắt buồn bã và lo lắng cho mẹ đúng lúc hoàng đi xe tới anh ta mở cửa kính xe lên đi tôi trở về tôi tự đi được rồi lúc này không phải là lúc giận dỗi lên xe đi hoàng lên xe cô nắm chặt tay run rẩy tôi nghe nói mẹ cô bị thương Cụ thể là như thế nào Nhà tôi bị cháy Tôi chỉ kịp nghe như vậy thôi Hiện sau khi ân ái với Long xong Cô mở zalo lô Thấy em gái nhắn tin là mẹ bị thương Cô và Long ngay lập tức Trở về Nghệ An Vừa đến nơi Hạnh thấy mẹ bị băng ở tay Bà nằm mệt mỏi Ở khoa bỏng của bệnh viện Mẹ có sao không ạ Mẹ không sao Qua nguy hiểm rồi con à Tay mẹ bị thương thế này và mẹ còn bảo không sao mẹ có làm sao thì chúng con biết sống thế nào ạ à? hoàng ở bên ngoài thấy thím hạnh lên tiếng bà ấy có mỗi hai cô con gái chồng thì mất sợ hai đứa không có nhà bà ấy cô đơn lắm vâng ạ à. anh ta nhìn vào trong thấy hạnh đang khóc gục trên đùi mẹ đến sầm tối hoàng và hạnh ra quán cơm gần viện ăn tối hạnh thấy hoàng không ăn sao anh lại không ăn chứ tôi không đói cô ăn đi tôi có chuyện này muốn nói với anh về chuyện của mẹ tôi tôi muốn đưa mẹ cô về sống cùng có được không tại sao lại không được chứ nhưng giữa chúng ta là gì hạnh đúng lúc hỏi thì bên ngoài hét lớn báo công an đi có đánh ghen bên ngoài thịnh chờ sẵn hắn cầm con kiếm nhật đang chém về phía long hiền hét lớn Hạnh à? Hạnh ơi! Hạnh nghe tiếng chị vội vàng chạy ra. Cô lao về phía thịnh. Thì Hoàng lại vội vàng kéo cô lại. Anh bỏ tôi ra. Đó là chị gái tôi. Cô ra đấy nguy hiểm. Đứng đây. Hoàng đi về phía của Thịnh. Anh ta lên tiếng. Bỏ xuống đi. Anh có đồ. Anh Long kia thì không. Như vậy làm sao đẹp chứ? Lòng gồm tay đầy máu do Thịnh chém. Anh đang lào đảo do mất máu thịnh nhìn hoàng không phải là việc của mày hôm nay tao sẽ chém chết cái bọn gian dâm này bỏ xuống đi nếu không mày phải hối hận đấy mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của tao hạnh chạy lại gần và xua tay anh hoàng à cẩn thận thịnh vừa đến gần hoàng anh ta vẫn giữ nguyên khi thịnh dí kiếm vào người ánh mắt của hoàng rất lì và không có chút sợ hoàng dập điếu thuốc mày làm cô ấy sợ rồi đấy từ sau thịnh một cô gái tên Linda là sát thủ chuyên bảo vệ ngầm hoàng từ xa. Cô ta dùng dây xích cổ của thịnh rồi kéo giật lại phía sau. Thịnh ngã ra sau, tay tóm lấy sợi dây có vẻ dãy rủa Hoàng ngồi xuống cầm thanh kiếm, đâm phập vào bàn tay của thịnh trước sự chứng kiến của Hạnh Hiền và Long. Giây phút này Hạnh chợt nhận ra ánh mắt đó, vẻ mặt máu lạnh trên gương mặt của Hoàng. Anh ta đâm phập vào tay của thịnh không một chút do dự, kèm theo một lời đe dọa Kiếm này Mày không biết dùng đâu Anh ta đứng dậy nhìn về phía Hạnh Trước sự riêng la đau đớn của Thịnh Hạnh lùi lại khi thấy Hoàng Anh ta đang ở một phiên bản hoàn toàn khác Thay vào sự ân cần nhẹ nhàng như mọi ngày Anh ta trở nên độc ác trong cách hành xử Cô chợt nghĩ Người đàn ông như thế này Cô không thể nào bên cạnh được Ánh mắt của Hạnh lúc này cực kỳ sợ hãi Người cô sợ không phải là Thịnh Mà chính là bố của con trai cô trần trọng hoàng trong bệnh viện long băng bó tay rồi nói với hiền và hạnh hạnh này bạn trai em rút cuộc làm nghề gì anh ấy là doanh nhân em chỉ biết có vậy thôi khi nãy mọi người đều thấy hành động của cậu ta hạnh à em ở bên người ta mà em không biết rõ về người ấy em đang mắc sai lầm rồi đấy em thực sự chỉ nghĩ rằng anh ấy là doanh nhân hơn một năm trước em quen khi đó anh ấy đang làm pha chế trong quán bar một nhân viên pha chế và sau một năm đi xe vài chục tỷ có căn nhà to như biệt phủ anh ta làm sao có thể giàu có nhanh như vậy hiền liền giơ điện thoại lên và nói trên báo anh ta là doanh nhân có thể khi xưa chỉ đi làm pha chế vì sở thích thôi hạnh chợt nhớ ra lần hoàng bị đâm những kẻ ép anh ta dùng cô để uy hiếp đều xăm trổ đầy mình cả đầu chọc đó cũng là dân xã hội mà hắn dùng cô để khiêu khích hoàng hạnh buông thõng cánh tay anh ấy không thể nào là xã hội đen được chắc chắn không phải hiền nghe xong quát lớn xã hội đen thì sao anh ta yêu em là được em phải bảo anh ta cho em một danh phận em có con với cậu ta rồi thứ em cần là gì là danh phận hiểu chưa lòng nghe như vậy vội vàng gàn hiền đi hay ở là quyết định của em ấy Đừng làm em mấy dối bời thêm. Hoàng tử đồn công an được mời ra ngoài. Anh ta mặt lạnh tanh bước ra khỏi nơi đó. Trong văn bản ghi, anh ta phòng vệ chính đáng. Khi Hoàng lên xe ngay lập tức, anh ta nói. Hạnh đâu? Đang ở bệnh viện. Cô ấy có vẻ sốc. Khốn kiếp. Vốn tao muốn che giấu đi việc tao là xã hội đen. Tao muốn trong mắt cô ấy. Tao chỉ là một người đàn ông bình thường. Thế nhưng bây giờ không thể nào giấu được. Vậy bây giờ tính sao à? Đành chơi bài ngửa thôi. Lầm lì lắm, ánh mắt của Hoàng nhìn về phía trước. Mẹ Hạnh đi tới cửa phòng của Thịnh. Anh ta mất máu nên nằm bẹp trên giường. Bà đi tới kéo chăn lên đắp cho Thịnh. Anh ta mở mắt. Nằm đó đi, không cần ngồi dậy. Bà tới đây làm gì? Bà tới đây cười nhạo tôi à? Chồng mẹ giống một người đến để cười nhạo người khác sao? Lúc này Thịnh mới ủ rũ, bà không trách tôi tôi phóng hỏa đốt nhà của bà sao mẹ biết con phận ất quá mà ra vì con yêu cai hiền nên mới vậy nhưng mà con à mẹ không có duyên có phước phần để làm mẹ của con cai hiền với con ý, đến lúc cạn duyên rồi buông bỏ là điều đáng để con làm lúc này tình yêu không phải là thứ có thể cưỡng cầu không thể nào ép buộc nếu yêu ấy thì con để cho họ được sống hạnh phúc trọn vẹn chứ bản thân mình cũng sống nhẹ lòng hơn bà nói xong thịnh bật khóc như một đứa trẻ còn vì yêu cô ấy mới làm vậy con thực sự xin lỗi mẹ bà vỗ vai thịnh sau đó rời đi gia đình bà không làm đơn tố cáo cũng không ai khởi kiện thịnh về tội cố ý gây thương tích và lời sau cùng thịnh nói em hạnh với bạn trai không được đâu mẹ cậu ta thực sự là xã hội đen một tuần sau đó hiền gặp thịnh tại tòa án cả hai nhìn nhau đối diện hiện đình mở lời nhưng thịnh lại không nhìn cô sau này nếu hắn có đối với em không tốt em cứ tìm anh anh vẫn đợi anh yên tâm em sẽ sống tốt em chúc cho anh sớm tìm được người anh yêu cả hai quay lưng đi hiện vẫn quay lại nhìn thịnh còn thịnh anh ta vừa bước đi vừa khóc cả một tuần sau đó hạnh và hoàng đều tỏ ý tránh mặt nhau anh ta đi cả tuần không về Hạnh thì cứ bước ra khỏi phòng Cô giúp việc liền hỏi ngay Hai đứa có chuyện gì đúng không? Dạ không có Cậu Hoàng đi Pháp Có nói cho cháu biết không? Dạ không cô à Cái này anh ấy là doanh nhân có đúng không cô? Ừ, cậu ấy là một doanh nhân Cháu hy vọng là vậy Chắc anh ấy giao thương với xã hội đen Để làm ăn thôi có phải không cô? Đừng nghĩ nhiều Đàn ông có chi lớn của họ Phụ nữ chúng ta không thể nào xen vào. Tại Pháp, công việc sau khi xong xuôi Hoàng mở máy, cơ định soạn tin gửi cho Hạnh rồi lại thôi. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng mở cửa ra nhìn thấy lệ, cô ta ôm một bó hoa cười tươi. Chúc mừng anh xã, đã mua được con chip mới cho công ty phát triển dự án xe điện, em rất tự hào về anh. Sao em lại ở đây? Anh không bất ngờ sao? Anh chỉ hỏi tại sao thôi à? Em là vợ của anh, anh mất công tới đây Không để nghe anh hỏi sao sao chăng chăng gì Anh rất mệt Anh không muốn cãi nhau Lúc này bên Việt Nam Cô giúp việc nói khẽ Cậu ý đi công tác Rất cần một lời động viên Hay là cháu gọi xem thế nào Cháu ngại cô à? Trời ơi Bây giờ cháu gọi một câu thôi Đàn ông ấy họ chỉ cần như thế Cần động viên thôi Ở bên Pháp Hoàng nhận được cuộc gọi của Hạnh lệ nhanh tay cầm điện thoại của hoàng vì anh ta đang đi tắm thấy đề là hồi ức lệ tò mò gạt điện thoại cô đưa máy lên nghe đầu dây bên kia là hạnh cô liền nói ngay khi nào anh về mấy hôm nay cô gấu có vẻ nhớ bố lệ nghe xong như chết lặng cô ta nói ngay cô là ai bên này hạnh sững sờ cô cứ nghĩ là mấy à gái liền nói ngay anh ấy đã có con xin hãy nhắn lại là sống cho đàng hoàng. con sao? nhưng tôi đang là vợ của anh ấy. còn cô là ai? câu nói này như xét đánh ngang tai hạnh. cô vội vàng cúp máy. bên này hoàng đi ra nhìn thấy lệ đang cầm máy. anh ta khó chịu. đừng có động vào máy của anh. cô gái vừa nói cô con với anh là sao? hoàng. lệ ném điện thoại về phía của hoàng. anh ta như phát điên. bóp cổ của lệ. cô đã nói gì? anh lừa dối tôi, hết con mẫu này đến hoa hậu kia, tôi phải chịu đựng anh, bây giờ anh còn có con với con khốn nào? Nghe đây, một là học cách chấp nhận, hai là chia tay. Nhưng tại sao anh đối xử với em như thế, tại sao anh làm em tổn thương? Sau này cô sẽ biết rõ câu trả lời. Hoàng nhớ tới chuyện bố lệ ép bố anh ta phải bán rẻ công ty cho người đến lừa đảo, khiến bố Hoàng phá sản và tự tử. Mẹ anh ta vì quá đau buồn mà treo cổ chết theo hoàng quay đi anh ta đỏ đôi mắt tại việt nam hạnh lặng lẽ ôm con rời đi trong đêm cô vừa khóc vừa gọi cho mẹ đẻ mẹ ơi cứu con về với mẹ người đó con không thể nào chung sống được đâu anh ta đang có vợ anh ta lừa dối con mẹ luôn ở đây đợi con về lời nói của người mẹ đầy đau khổ bà biết rằng con gái thứ hai của bà gặp vài người không hề đơn giản. Bà thắp nén nhang cho chồng. Ông à, dù con như thế nào cũng hãy phù hộ cho các con của chúng ta ông nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Bắt gặp và đây cũng chính là những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Sau khi chúng ta lắng nghe xong à, nội dung À, chính của câu chuyện này tâm an cứ nghĩ rằng đến cuối cùng thì hai chị em hạnh và hiền đều có hạnh phúc nhưng mà không chỉ có hiền là ly hôn sau đó sống hạnh phúc với long thôi còn cô gái tên hạnh đang phải trải qua rất nhiều mất mát và cái kết mở của câu chuyện này cũng chính là điều mà tác giả muốn gửi gắm đến cho chúng ta để xem liệu rằng cô gái tên hạnh có thể nào hạnh phúc được khi mà hoàng là xã hội đen và anh đang có vợ và có rất nhiều mối thù khác liên quan đến mạng sống của anh nữa và không biết được rằng câu chuyện của chúng ta tiếp tục sẽ ra sao liệu rằng có phần hai cho câu chuyện này không quý vị hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho tâm an cũng như là bấm theo dõi đăng ký kênh audio hải ngoại để chờ đợi phần hai của câu chuyện này quý vị nhé cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại